Alo, hello, mình xin chào các bạn nhé. Hello, nay thì chúng ta sẽ đi vào trước để thi thử lần hai. Bên phía câu lạc bộ hỗ trợ tập nhé. Chào Quân Hoàng nhé. Đây mình sẽ gắn luôn cái link đề thi thử bản PDF cho mọi người dễ nhìn nè. Okay, xin chào các bạn. Thì hôm nay đây mình vừa gửi cái link đề vào trong phần comment rồi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ chữa cái đề thi thử giữa kỳ lần 2 môn giải tích 3 kỳ 2022 của câu lạc bộ 2023-2 câu lạc bộ triệu tập. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 5 thì mình nghe nói là K67 sẽ có một bài kiểm tra lần 2 vào 11 tháng 5 đúng không nhỉ? Và K68 thì sẽ là 18 tháng 5. Thời gian của chúng ta thì còn cũng không nhiều lắm. Còn tầm hơn một tuần. Như vậy là cái thời điểm này là thời điểm khá thích hợp để chúng ta bắt đầu luyện đề rồi. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Các bạn comment thử cho mình xem nào. Có nghe rõ không ạ? Ok. Thì đợi một chút rồi chúng ta sẽ đi vào trước đề. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Thì có bạn nào hôm nay xem cái duyệt binh trên VTV24 không ạ? Được rồi, cũng tầm 20 bạn đang xem rồi. 24 rồi này. Và đợi một chút nữa rồi chúng ta sẽ đi vào chưa cái đề thi thử lần hai này. Cái đề thi thử lần hai này của chúng ta vẫn theo cấu trúc của Sami, nó sẽ gồm có 15 câu đúng không? Thì câu đầu tiên nó tầm độ 8 câu đầu tiên ấy, thì nó là các cái câu hỏi một đáp án. Tuy nhiên thì sang phần 4 câu tầm độ 4 câu tiếp theo nó là câu hỏi nhiều đáp án rồi và 3 câu còn lại là đĩa đáp án. Thế thì đó là cấu trúc của bên phía Sami. Thì Fami chứ. Năm nay thì cái nội dung mà thi lần 2 của giải tích 3 của chúng ta sẽ rơi vào từ cái khai triển chuỗi Fourier hai dạng là 2P, 2L cho tới cái phần hết phần phương trình vi phân điển tính cấp 2 có hệ số hằng. Ok. Mình chào Lê Nguyễn Bình An nhé. Mình chào bạn Từ Minh Tuân này. Ok, cảm ơn bạn Lê Nguyễn Bình An, tắt thêm bạn Nguyễn Hải vào. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi trước luôn cái đề cho nó nóng hổi nha. Đây rồi. Đây mình có gắn luôn cái kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ này. Các bạn đang xem livestream thì comment cho mình số 1 để chúng ta bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay đi. Ok, chào bạn Trần Duy. Như vậy là mình sẽ lướt qua một lượt cái đề nhé. Thì đề này nó nội dung hoàn toàn nằm ở cái phần khai triển Fourier và phần phương trình vi phân. Đó. Thì cái link đề thi ấy, mình có để ở đâu ạ? Link đề thi mình có để ở phần bình luận. Các bạn bấm vào phần bình luận này. Thì nó sẽ ra cái link đề mà mình đang chiếu cho các bạn. Bạn thấy làm cái đề này nó như thế nào nhỉ? Ok. Nền chất chưa? Nền cháy chưa? Cảm ơn bạn Phạm An, cảm ơn bạn Đoàn Văn Hiếu đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu chưa đề ngay. Được chưa? Ok. Chúng ta đi vào câu đầu tiên là câu số 1. Phương trình nào sau đây là phương trình vi phân cấp 1? Thì nhắc tới cái phương trình vi phân cấp 1 ấy, thì chúng ta phải nhớ đến cái dạng gì ạ? Đó là bao gồm
cái dạng là gì? F gồm có y phẩy này, y và x bằng 0. Đúng chưa? Đây là cái dạng phương trình vi phân cấp 1 nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ, tức là nó chứa 3 phần tử này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra từ đáp án 1 xem đáp án nào chính xác. Câu đầu tiên là câu A. Người ta bảo là DI trên DX cộng sin x dx nó bằng cos x, được chưa? Thế thì mình sẽ biến lại như sau: dy trên dx thì mình có thể biến về y phẩy. Như vậy nó xuất hiện cái gì ạ? Y phẩy rồi, xuất hiện sin rồi, xuất hiện x rồi. Tuy nhiên nó lại thừa mất cái dx này này. Mà thừa dx này thì rõ ràng nó không nằm trong cái dạng này đâu, không nằm trong dạng này, chứng tỏ là đây không phải là phương trình vi phân cấp 1 nhé. Vậy thì chúng ta chuyển. Như vậy câu A mình loại luôn này. Câu B nó là DX chia DI này cộng 1 chia cho, ui giời, hơi run tay nhỉ, x bình phương cộng 1 DX và nó bằng DI chia DX. Vậy là cái phần này ấy, mình có thể biến về thành y, 1 trên y phải đi, được chưa? Tức là y phải nó bằng dy trên dx, thì 1 trên y phải nó phải bằng gì? Dx trên dy. Tức là ở đây là phần này, dy trên dx mình biến về y phải. Ở đây nó chứa có y phải rồi, có x rồi, nhưng mà nó lại mọc thêm cái dx ở đây. Như vậy là chúng ta lại thấy thừa cái dx rồi. Sai nhá. Như vậy câu B cũng không phải là đáp án chính xác. Bây giờ mình sang câu C này. Câu C nó bảo là DI chia cho DX cộng với cả E mũ X nhân Y phẩy bằng E mũ X. Được chưa? Thế thì ở đây mình lại thấy là DI trên DX này mình lại đưa được về Y phẩy chưa? À, tóm lại cái phương trình này chính là Y phẩy cộng với cả E mũ X nhân y phẩy và nó sẽ bằng là e mũ x. Như vậy mình thấy nè, ở đây nó có y phẩy, có x đó, nó chuẩn dạng này chưa, chuẩn dạng này rồi, chuẩn dạng này rồi thì đáp án chính là đáp án C là gì nữa. Còn câu D thì nó là cái chỗ dx trên dy này chúng ta đưa về 1 chia y phẩy, đúng chưa? Như vậy nó cùng có y phẩy và x nhưng nó lại mọc thêm dy ở đây này, thì coi như chúng ta thấy cái này không phải là phương trình vi phân cấp 1. Ok, câu 1 của mình chọn đáp án C. C, đúng rồi, bạn Lê Nguyễn Bình An chuẩn rồi bạn nhé. Lần 1, bạn Việt Nguyễn comment lần 1 được 7 điểm còn cứu được không anh? Cứu được bạn nhé. Lần 2 được 15 trên 15 là được. Rồi. Ok, ok. Và như vậy câu 1 các bạn đã có hiểu chưa? Các bạn comment cho mình là các bạn hiểu chưa để mình chuyển sang ngay câu số 2. Hiểu chưa? Đây là câu số 1 của mình nhá. Câu hỏi rất đơn giản là phương trình nào sau đây là phương trình vi phân cấp 1. Như vậy là chúng ta ăn được một câu rồi. Một câu trên 15 câu. Ok. Bây giờ mình chuyển sang câu tiếp theo này. Như vậy câu số 1 coi như xong. Câu số 2. À, câu số 2 này người ta bảo gì? Cho x cho y lớn hơn 0 này. Nó hỏi cái nghiệm tổng quát của phương trình này. Y phải bằng y. Như vậy cái y phải bằng y này chúng ta phân tích nhé. Y phải bằng y. Nó rõ ràng là phương trình vi phân cấp 1 rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ xem là nó là thuộc loại phương trình vi phân cấp 1 nào. Thì phương trình vi phân cấp 1 đầu tiên ấy, nó là phương trình dạng, mình có thể thấy là phương trình vi phân cấp 1 nó ở dạng khuyết x, đúng không? Khuyết x này, chưa? Bởi vì nó chỉ gồm có y phẩy và y thôi. Và mình có thể nghĩ tới đây cũng là phương trình vi phân phân ly biến số phân ly. Tại sao? Thì các bạn quan sát này, cái y phẩy bằng y ấy, thì lúc này nó là gì? Dy chia cho dx bằng y, chưa? Ok, dy chia dx bằng y, mình nhân hai vế lên với dx thì nó là dy bằng y dx
lúc này mình dựa vào cái y nó lớn hơn không này, mình dựa vào cái điều kiện của đề bài là y lớn hơn không, nên là mình được phép chia y xuống dưới mẫu, nó sẽ ra là dy chia y nó bằng dx chưa? Dy chia y bằng dx, rõ ràng đây là phương trình phân ly biến số rồi, biến số phân ly rồi, bởi vì là một vế nó cùng y này, một vế nó cùng x, được chưa? Rồi như vậy thì mình cũng giải tiếp đi, mình giải nốt cho nó ra cái nghiệm tổng quát của công trình, bởi vì người ta hỏi cái nghiệm tổng quát đúng không? Mình xem nguyên đến đây thì mình thấy là cô lập được hai biến về hai vế rồi, thì nguyên hàm lên thôi sẽ là nguyên hàm dy chia cho y này, nó sẽ bằng nguyên hàm dx chưa? Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy tích phân thôi, tích phân của dy chia y là gì nhỉ? Len của trị tuyệt đối y đúng chưa? Nó sẽ bằng là len của trị tuyệt đối x. À, mình nhầm. Nó bằng là nguyên hàm của dx, nó chỉ là x thôi nhá. Và cộng thêm, bởi vì nguyên hàm nên chúng ta cộng thêm một cái hằng số c nào đó. Tuy nhiên trong trường hợp này, rõ ràng chúng ta biết là y dương rồi, nên là len trị tuyệt đối của y chính bằng len y, và nó là len y sẽ bằng x cộng c. Ok, như vậy, mình nhìn vào đây, chọn luôn được đáp án nào ạ? Chọn luôn đáp án D còn gì nữa, đúng chưa? Hoặc là chúng ta có thể theo một hướng khác đi, đó chính là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Đúng chưa? Tức là câu 2 này mình có tới hai hướng làm hay, hai hướng làm nó cũng khá nhanh. À, ok. Các bạn comment đi. Câu 2, các bạn loát được chưa? Rồi. Câu 2 của mình như vậy là đầu tiên là mình làm theo kiểu phân ly biến số phân ly. Một phát nó ra được nghiệm luôn này. Len x bằng x cộng c luôn nhá. Thì bây giờ mình làm thử theo cách phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 đi. Đúng chưa? Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 sẽ là như nào đây? Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 thì rõ ràng nó cái dạng là y phải cộng bx nhân y bằng qx, đúng chưa? Như vậy, ở đây nó là y phải bằng y nhé. Thì mình sẽ chuyển cái y từ bên vế phải sang bên vế trái để đưa về cái dạng như yêu cầu. Y phải trừ y nó sẽ bằng 0. Như vậy thì đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 với px nó bằng gì ạ? Px ở đây nó bằng -1 này. Qx nó bằng 0. Ok. Vậy thì mình có cái công thức nghiệm của phương trình vi phân cấp 1 luôn, tuyến tính cấp 1 luôn là y bằng e mũ trừ đi nguyên hàm px chính là trừ đi nguyên hàm -1 dx này. Sau đó nhân với cái gì? Nguyên hàm e mũ nguyên hàm của -1 dx nhân với cả, ở đây là nhân với qx, không, dx, cộng c. Rồi, vậy thì nguyên cụm này nó chắc chắn là không rồi, chúng ta không cần bàn nữa. Vậy thì chỗ này nó sẽ bằng là e mũ nguyên hàm của dx, chính là e mũ x luôn đấy, nhân với cả c. Rồi, mình có y, nó bằng là e mũ x nhân với cả c. Nhưng mà đề bài nó, nhưng mà đáp án nó có cho cái nào là y bằng e mũ x nhân với cả c không ạ? Không có. Như vậy là mình xét đáp án c nhé. Nó là e mũ x bình phương. Không đúng rồi. Đáp án b này, nó là y bằng x cộng c cũng không đúng. Như vậy nó chỉ rơi vào trong một trong hai đáp án là a và d thôi. A và d thì mình sẽ phải tính len y ra xem nó rơi vào phương án nào. Thì mình tính len y đi. Nó là len y này sẽ bằng len của e mũ x nhân c chưa? Nó chính bằng là len của e mũ x chính là x, đúng chưa? Cộng với cả len c. Thì nếu mình đặt len c này là c phải, thì mình thu được cái dạng là len y nó bằng x cộng với cả c phải chưa? Trùng với cái dạng len y bằng x cộng c chưa? Ok, câu 2 chúng ta thấy khá đơn giản. Rồi, bây giờ đó là câu số 2. Các bạn có hiểu câu số 2 không ạ? Comment cho mình xem là các bạn có hiểu rõ câu số 2 chưa? Câu số 2 của chúng ta có hai cái tiếp cận.
câu cách tiếp cận thứ nhất là biến số phân ly, cách tiếp cận thứ hai là phương trình vi phân từ tích cấp 1. Như vậy là bây giờ mình đã trải qua được hai câu trong đề thi rồi. Ăn hai câu nó khá là đơn giản đúng chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp câu số 3 nhé. Hai câu đầu quá đơn giản rồi. Câu số 3 liệu có cho mình cái thử thách gì mới hơn không? Câu số 3, người ta yêu cầu là cho cái phương trình vi phân sau đây. Phương trình vi phân này khi mình nhìn vào cái dạng này ấy, là chúng ta xác định được cái gì? Đây là có dx, đây là có dy. Nếu như mình tính được, mình sẽ thấy là đây là p, đây là q đi. Nếu p và q nó đều chứa xy và mình tính được là p phải theo y mà bằng q phải theo x ấy, thì mình sẽ thấy đây là phương trình vi phân toàn phần. Và người ta hỏi cái gì ạ? Người ta hỏi cái thừa số tích phân của cái phương trình vi phân trên. Vậy thì bây giờ mình sẽ có là gì? Ở đây mình nhìn vào phương trình vi phân ấy, mình sẽ thấy là p nó bằng gì ạ? 4x nhân sin y bình phương. Q nó bằng gì ạ? Q nó chính bằng là x bình y nhân cos của y bình phương. Vậy thì từ đây mình sẽ, các bạn lưu ý là ở đây nhá, p nó sẽ gắn với cả dx và q nó sẽ gắn với dy. Nên là trong trường hợp mình mà cho x bình y nhân cos y bình dx và cộng với cả 4x mà sin y bình dy thì lúc này ấy, cái p lúc này nó không phải bằng p lúc này nó phải bằng là x bình y nhân cos y bình đó. Nên các bạn lưu ý về cái thứ tự của p và q, nó khá là dễ nhầm nếu mà chúng ta không để ý nhá. Mình nhớ có một tip nhớ, đó là p nó sẽ gắn với x nhá và q nó sẽ gắn với y. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi tính thử cái p phải y và q phải x xem nó có bằng nhau hay không. Bởi vì đây là dạng phương trình gần giống cái dạng phương trình vi phân toàn phần. Đúng chưa? Mình sẽ đi tìm p phải theo y và q phải theo x luôn. P phải theo y ở đây là gì ạ? Nó 4x thì nó coi như là tham số rồi. Còn đạo hàm của sin y bình thì nó sẽ là 2y sin đạo hàm chính là cos cos y bình phương. Q phải theo x nó sẽ là y nhân cos của y bình nhân với cả 2x chưa ạ? Ok, như vậy mình có thể rút gọn được cái p phải y nó thành là 8xy nhân cos của y bình phương này. Cái q phải x nó chính là 2xy nhân cos của y bình phương. À, như vậy mình thấy lúc này p phải y nó khác q phải x rồi. À, các bạn đợi một chút nhé. P phải y khác q phải x rồi, đúng chưa? P phải y khác q phải x, như vậy là mình sẽ phải đi tìm một cái thừa số tích phân để làm sao cho cái p phải mới, à, p mới, p phải theo y mới nó sẽ bằng là q phải theo x mới, được chưa? Thì mình, mục đích của mình là dùng tìm cái thừa số tích phân để tạo ra cái này. Rồi, vậy thì ok. Cảm ơn bạn Nguyễn Thuận. Cảm ơn bạn Tiến Quốc nha. Rồi, chúng ta đi vào tiếp câu vẫn đang ở câu số 3. Bây giờ mình đi tìm thừa số tích phân kiểu gì bây giờ? Thì chúng ta nhớ lại kiến thức về thừa số tích phân ấy. Nó là gì? Kiến thức về thừa số tích phân chúng ta học là gì? Chúng ta sẽ đi tìm cái thừa số tích phân dựa vào cái hiệu q phải x trừ p phải y chia cho gì ạ? Chia cho q hoặc là q phải x trừ b phải y chia cho p, đúng chưa? Nếu chúng ta tính q phải x trừ b phải y chia q, nhớ là chia q nhé, nó mà ra một cái hàm của x, tức là ra một cái hàm phi x, nhớ này, q nó sẽ gắn với x, được chưa? Trong cái trường hợp mình đi tìm cái thừa số tích phân thì q lúc này nó lại gắn với x. Đây, các bạn quan sát này, q phải x này, xong ở đây dưới mẫu là q, trên trên này nó lại là phi x, đúng chưa?
Rồi, nếu chúng ta tìm được cái điều, tức là mình chia lấy cái hiệu mà chia cho quy mà nó ra một hàm của x, tức là không dính dáng gì với y nữa mà nó ra một cái hàm của x, ví dụ như là 2 trên x này, hoặc là x bình chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái gọi là thừa số tích phân. Thừa số tích phân là gì ạ? Thừa số tích phân là gì? Quy của x nó sẽ bằng e mũ, nhớ này, với cái x thì chúng ta sẽ là e mũ trừ nguyên hàm của phi x nhé. Đó, đó là với trường hợp nếu mà chúng ta chia quy mà ra một hàm của x. Còn trong trường hợp chúng ta chia p mà ra một hàm của gì ạ? Trên là ra một hàm của x, quy ra một hàm của x rồi, thì p nó sẽ ra một hàm của y. Thì lúc này cái thừa số tích phân của chúng ta là gì? Thừa số tích phân nó sẽ là nguy của y chưa ạ? Nguy của y thì nó sẽ bằng, lúc này nguy của y nó lại không có dấu trừ các bạn nhé, nguyên hàm của phi y dy. Rồi, như vậy là đây là cái cách để chúng ta tìm ra thừa số tích phân đây. Chỉ cần đi xét cái hiệu này là xong, đúng chưa? Mình sẽ đi xét hiệu thôi. Lúc này q phải theo x trừ đi p phải theo y nó bằng gì? Q phải theo x ở trên đây mình có viết rồi, và p phải theo y viết rồi. Như vậy nó không khác gì là 2 trừ 8 đâu. 2 trừ 8 rõ ràng nó là trừ 6, đúng chưa? Như vậy nó là trừ 6 nhân x y nhân cốt y bình phương. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ lấy nó chia thử cho b và chia thử cho q nhé. Nếu đem cái này nó chia cho b thì sao? Tức là mình lấy cái này chia cho cái p ở trên này nhá. P nó là 4x nhân sin y bình. Tức là mình lấy cái trừ 6xy nhân cốt y bình chia cho 4x nhân sin y bình. Thì p lúc này nó bằng gì ạ? Nó sẽ là trừ 6xy. Tức là mình lấy cái hiệu này chia cho p này nhá, thì nó sẽ là trừ 6xy này nhân cốt y bình phương rồi này, chia cho p là 4x nhân sin y bình phương chưa. Như vậy thu được là gì? Trừ 6y nhân cos y bình phương chia cho 4 sin y bình phương. Rồi, cái này thì nó, chúng ta thấy là nó ra được một cái hàm của chỉ có y thôi, đúng chưa? Ra một cái hàm chỉ có y. Tuy nhiên mình mà ngồi đi tính cái nguyên hàm này thì nó khá là mất thời gian, nên mình sẽ xem xét nếu nó chia cho q nó có đẹp không nhá. Mình lấy nó chia thử cho q thì sao? Mình lấy cái hiệu này này chia cho q thì sao? Chia cho q, lấy hiệu chia cho q thì nó sẽ là trừ đi 6xy cốt của y bình phương chia cho q. Q ở đây là gì? X bình y nhân cốt của y bình. X bình y nhân cốt y bình. Vậy thì chúng ta triệt tiêu cả hai về với cốt y bình và y thôi, mình sẽ thu được là gì? Trừ 6 chia x. Ồ, nếu mà mình tính cái nguyên hàm trừ 6 chia x ấy, nó rất là đơn giản. Như vậy là mình rút ra được cái phi x luôn nhé. Nó chính là trừ 6 chia x này. Bây giờ mình đi tìm cái thừa số tích phân thôi. Đó là nguy của y, à nguy của x, mình xin lỗi, thừa số tích phân nhé. Đó chính là nguy của x chưa? Nguy của x bằng gì? Bằng e mũ, nhớ là nguy của x thì là trừ nguyên hàm của phi x dx. Nó sẽ bằng là e mũ trừ nguyên hàm phi x ở đây là trừ 6 chia x dx này. Nó chính là bằng e mũ trừ của trừ 6 chính là nguyên hàm của 6 dx luôn, 6 chia x dx luôn. Nó chính là 6 len x luôn. Như vậy thì nó là e mũ len x mũ 6 bằng x mũ 6. Như vậy câu này chúng ta chọn phương án gì ạ? X mũ 6. X mũ 6 là phương án C. X mũ 6 là phương án C. Nào. Ok, cảm ơn các bạn Dương Thị Thanh Thủy, Thanh Thảo Vũ, Trần Bích Hà tag các bạn vào xem nhé. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Lộc. Rồi.
Chúng ta đến với câu như vậy là xong câu 3 chưa ạ? Câu 3 này chúng ta ôn lại về phần nào? Ôn lại về cái phần thừa số tích phân nhé. Tức là chúng ta dùng thừa số tích phân để đưa cái P'y nó sẽ phải bằng với cái Q'x. Để từ đấy chúng ta tìm ra mình giải cái phương trình vi phân nó dễ dàng hơn. Tức là đưa về dạng phương trình vi phân toàn phần. Mà dạng phương trình vi phân toàn phần nó có cách giải rồi. Rất đơn giản. Câu 3 khá đơn giản. Chúng ta ăn được 3 điểm, 3 câu trên 15 câu chưa ạ? 3 câu trên 15 câu khá là đơn giản. Tức là chúng ta hoàn thành việc kiếm điểm rèn luyện rồi ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta đến với câu số 4 đi. Đây, các bạn nhìn lại cái nền. Nền ngày hôm nay là gì ạ? Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Rất là hào hùng. Rồi. Mình sẽ đến với câu số 4. Câu số 4 này là để giúp các bạn ôn lại về cái phần chuỗi Fourier. Chuỗi Fourier thì chúng ta đang làm học ở cái chương 2 thì học rất là nhiều về phương trình vi phân rồi. Tuy nhiên cái nội dung thi nó vẫn dính tới đoạn cuối của chương chuỗi. Nên là chúng ta vẫn phải ôn lại một chút ở cái phần chuỗi Fourier nhé. Ok. Các bạn comment khá là nhiệt tình đấy. Rồi. Chúng ta đi vào câu số 4 này. Câu số 4 này mình cho cái gì? Cho hàm fx là sin x chia 2. Cái đoạn xác định của fx là trừ pi nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn bằng pi. Rõ ràng nó tuần hoàn chu kỳ 2pi rồi. Bây giờ chúng ta xét từng phương án một nhé. Ok, mình sẽ đi làm câu này như sau. Phương án đầu tiên là phương án A. Người ta bảo fx là hàm chẵn. Thì ở đây chúng ta thấy này, cái tập xác định của fx người ta đã cho là gì? Trừ pi tới pi chưa ạ? Thì rõ ràng ở đây, đây là một cái tập đối xứng rồi. Tập đối xứng nghĩa là gì ạ? Tập đối xứng tức là nếu mà mình gọi đây là tập D đi. Tức là x mà thuộc D thì tương đương cả trừ x cũng phải thuộc D. Đó, thì đây là một cái tập đối xứng thì nó có thể thỏa mãn một, thì chắc chắn hàm fx này nó thỏa mãn điều kiện, nó có thể nó thỏa mãn một điều kiện của việc là chứng minh hàm chẵn hàm lẻ rồi nhá. Bây giờ mình kiểm tra cái điều còn lại. Ví dụ mình tính f trừ x đi. F trừ x thì mình sẽ ra là gì? Ra là sin của trừ x chia 2. Rõ ràng nó sẽ bằng là trừ đi sin x chia 2. Sin x chia 2 nó là trừ đi fx. À, như vậy là với mọi x mà thuộc D thì f của trừ x nó bằng trừ fx. Ok, như vậy con này lẻ rồi. Fx này lẻ rồi. Lẻ rồi thì đáp án A sai mất rồi. Được chưa? Đáp án A sai. Đáp án A sai nhé. Bây giờ chúng ta đi tiếp câu B này. Câu B nhé. Đáp án A sai mất rồi. Được, mình đi sang tìm hiểu câu B này. Tìm hệ số AN. Tức là mình phải đi tính xác định cái hệ số AN trong khai triển Fourier này. Thì các bạn nhớ là khai triển Fourier là của fx là gì? Khai triển Fourier của fx. Nó là gì ạ? Fx nó sẽ bằng A0 chia 2 là chắc chắn rồi nhá. Cộng tiếp với cả chuỗi n bằng 1 tới dương vô cùng của cái gì ạ? An nhân cos n px chia l. Tại sao ở đây là l px chia l? Tức là mình đang khai triển Fourier trên cái đoạn là trừ l tới l nhé. Được chưa? Tức là chu kỳ nó là 2l ấy. Đó, thì mình sẽ có cái công thức là như này. Cộng với cặp BN này nhân sin NPX chia L. Đó, đây là khai triển Fourier. Fourier, ok. Vậy thì bây giờ mình xác định hệ số AN thôi. AN của cái này rõ ràng nó là bằng gì? Là chia L nguyên hàm từ trừ L chạy tới L này. Của cái gì ạ? Của F.
nhân an nó sẽ gắn với cốt, được chưa? Cốt npx chia l dx. Tuy nhiên các bạn lưu ý nhé, ở đây mình vừa tìm được là fx là một cái hàm lẻ, mà fx lẻ thì chứng tỏ lại đây là lẻ này. Mà các bạn biết là hàm cốt là hàm gì ạ? Các bạn comment thử cho mình hàm cốt là hàm chẵn hay hàm lẻ đi ạ. Các bạn comment cho mình xem là hàm cốt là chẵn hay lẻ. Để ok, hàm cốt thì rõ ràng nó là hàm gì ạ? Nó là hàm chẵn. Bởi vì sao? Bởi vì cốt của chữ x nó chính là cốt x rồi. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là đây là hàm chẵn. Một lẻ và một chẵn ấy thì tổng quan lại nó là lẻ thôi. Mà nó là lẻ thì tích phân đối xứng, ví dụ tích phân từ trừ l tới l của một hàm lẻ như hàm x đi, đúng chưa? Thì nó sẽ bằng không. Như vậy nguyên cái cụm an này bằng không rồi. Bằng không thì chúng ta thấy là cái đáp án b này nó vừa sai về cái dạng của mình phải là cốt, nó vừa sai về cái dạng là vừa sai về cái dạng này, vừa sai kết quả thì mình cũng không chọn đáp án b. Bây giờ mình xét nốt câu c và câu d, nó cùng hỏi cái hệ số bn, mình đi tính nốt cái bn là xong rồi nhé. Bn thôi, bn của chúng ta là gì? Nó vẫn là vẫn giống trên cái an là 1 chia l tích phân từ trừ l tới l của fx sin npx chia l dx nhé. Nhưng mà ở đây fx đây mình viết cụ thể ra nó sẽ là như này: fx này nhân sin của npx chia l này dx. Rõ ràng cái fx này là lẻ rồi chưa? Sin nó là một hàm lẻ, bởi vì sao? Sin của trừ x rõ ràng nó bằng trừ sin x rồi, nên là x sin x nó sin nó là hàm lẻ. Hai hàm lẻ kết hợp với nhau thì chắc chắn nó ra một hàm chẵn. Mà chẵn ấy thì nó sẽ bằng gì? Tích phân từ trừ l tới l của x bình dx, nó chính bằng hai lần tích phân từ 0 tới l của x bình dx. Ok, mình áp dụng cái tính chất này nhé, nó sẽ là 2 chia l tích phân từ 0 tới l của fx nhân sin npx chia l chưa ạ? Dx. Ở đây thì chúng ta quan sát lại l bằng mấy? Người ta cho là tuần hoàn chu kỳ 2pi, tức là l ở đây nó chính bằng pi đấy, đúng chưa? L bằng pi thì mình thay vào thôi, nó chính là 2 chia pi nhân tích phân từ 0 tới pi. Fx là gì? Fx rõ ràng là sin x chia 2. Sin x chia 2 nhân sin của pi n npx chia cho pi dx. Mà npx chia pi chính là nx, tức là nó là sin x chia 2 nhân sin nx. Ok, hai vế này, hai cái này đều có sin x chia 2 nhân sin nx rồi, nhưng nó khác nhau ở cái gì? Khác nhau ở cái cận này. Cận nó chỉ chạy từ 0 tới pi. Như vậy mình chọn toàn C. Chọn toàn C. Ok, câu 4 này là một câu để chúng ta ôn lại về chuỗi Fourier. Thì đây là một số cái công thức chúng ta sẽ phải nhớ để sau này áp dụng. Đây, đây là công thức khai triển Fourier này. Với chu kỳ 2L trừ L đến L là một cái khoảng đối xứng này. Công thức của AN, công thức của BN này, đúng chưa? Rồi. Các bạn hiểu câu số 4 này chưa? Bạn nào hiểu comment cho mình số 1 đi ạ. Bạn nào chưa hiểu thì comment cho mình số 0. Rồi, đấy là câu số 4. Câu số 4 này giúp chúng ta ôn lại về cái gì? Khai triển chuỗi Fourier với chu kỳ 2L. Như vậy chúng ta được 4 câu trên 15 câu rồi. Khá là nhẹ nhàng đúng chưa? Câu này thì không nhẹ nhàng hơn mấy câu trước lắm. Câu này thì nó đòi hỏi mình nhớ hơi nhiều hơn. Như vậy đây mình xong câu 4 rồi. Giờ chuyển ngay qua câu 5 này. Câu 5 người ta hỏi là nghiệm tổng quát phương trình vi phân toàn phần sau. Cái câu này trong form rất nhiều bạn làm sai.
bởi vì cái này đấy, sai vì một cái giờ một con C, sai vì một con C, được chưa? Mình sẽ giải con năm này như sau. Chúng ta đang có cái phương trình vi phân toàn phần là như thế này, thì người ta cho hẳn phương trình vi phân toàn phần rồi, tức là chúng ta phải hiểu ngay một điều là p phẩy y nó bằng q phẩy x rồi, được chưa? P phẩy y, tức là p ở đây bằng gì? Chúng ta nhớ là p là đứng trước dx nhé, p ở đây là y bình chia x này, được chưa? Q ở đây bằng gì? Nhớ đứng trước dy là 2 y len x. Vậy thì lúc này chúng ta suy ra p phẩy theo y nó là gì ạ? 2 y chia x. Và q phẩy theo x nó là gì? 2 y chia x tiếp theo. Chia x tiếp. Như vậy là p phẩy y bằng q phẩy x bằng 2 y chia x. Như vậy là chúng ta có đây là phương trình vi phân toàn phần. Thì lúc này chắc chắn nó sẽ tồn tại một cái u. Tức là bản chất là gì? Ở đây nhá, cái pdx này cộng qdy bằng 0, đúng chưa? Thì lúc này mình, nếu mình đặt con p này chính là u phẩy theo x này, con q này nó là u phẩy theo y, thì có phải nó chính là du, nó chính là du bằng 0 chưa? Tức là u này nó là một cái hàm xy. Khi mình lấy phi phân của nó ấy, thì du nó có phải bằng là u phải theo x dx cộng u phải theo y dy chưa? Và cái u phải x này chính là p, q phải u phải y này chính là q. Tức là mình có pq chưa? Mình có pq rồi nhá. Pq đây. Thì mình sẽ tìm được là u phải x và u phải y. Tìm được u phải x và u phải y, mình sẽ tìm được lại hàm u. Tìm được hàm u, mình sẽ tìm được cái nghiệm tổng quát của phương trình vi phân. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi theo hướng đó. Tức là thế nào? Lúc này tồn tại cái u. Đây mình sẽ cắt cái này ra nhé. Mình để cái này bên cạnh để cho chúng ta dễ nhớ này. Được chưa? U sao cho p u phải x lúc này nó bằng p, và u phải y lúc này nó bằng q. U phải x bằng p, tức là u phải x bằng y bình chia x. U phải x, u phải y bằng q, tức là u phải y là 2 y len x. Nguyên hàm hai vế lên. Theo mình, nguyên hàm hai vế của phương trình thứ nhất theo biến x thì nó sẽ là, mình sẽ tìm được u luôn. Nó sẽ là y bình nhân len x. Tại sao mình viết luôn là len x? Bởi vì ở đây x dương nên là len trị thuộc dưới x chính bằng là len x luôn đấy. Rồi. Còn cộng với cái gì nữa bạn? Chúng ta nhớ nhé. Cái này cộng với c phụ thuộc theo y. Bởi vì sao? Con c này mà nó phụ thuộc theo y ấy, thì ví dụ nó là y bình đi. Y bình chúng ta đạo hàm theo x nó vẫn bằng 0. Nên là chỗ này chúng ta mới viết là c theo y nhé. Bởi vì đây là đang nguyên hàm theo x thì c ngoài nó theo y. Và rõ ràng ở dưới nó vẫn là u phải y bằng 2 y len x. Rồi, tới đây mình sẽ lấy với cái phần trên, cái trên này đạo hàm theo biến y, được chưa? Thì nó sẽ ra là u phải y nó bằng gì? Đạo hàm theo biến y sẽ là 2 y len x cộng với cả c phải y. C phải y theo y, được chưa? C phải y theo y nhé. Rồi, còn phần dưới nó vẫn là u phải y bằng 2 y len x chưa? Vậy thì mình cho hai cái này nó bằng nhau chưa? Bởi vì nó đều bằng u phải y. Rõ ràng suy ra được là c phải y nó bằng 0 chưa? C phải y bằng 0 thì c y mình chọn luôn nó bằng 0. Cho nó đơn giản. Được chưa? C y mà bằng 0 thì chúng ta suy ra được cái gì? Mình nhìn trên này là, đấy, tìm ra được ngay u chưa? U nó sẽ bằng là y bình len x rồi. Như vậy cái tích phân tổng quát ấy, cái phương nghiệm tổng quát nó sẽ là gì ạ? Các bạn nhớ nhé, chỗ này chúng ta đang có phương trình gì? Phương trình này bằng 0, tức là lúc này
mình mà nguyên hàm ấy vế lên du bằng 0 thì ra u bằng c chưa. Như vậy ở đây cái nghiệm tổng quát của chúng ta sẽ là nghiệm tổng quát sẽ là u bằng c, tức là y bình lên x bằng c, với ở đây là c thuộc r. Mình sẽ quan sát lên đáp án này. Đáp án A, y bình lên x bằng c, nhưng mà c lớn hơn 0, lớn hơn bằng 0. Sai. Đây, đáp án này là làm nhiều bạn hoang mang này, làm nhiều bạn hoang mang nghênh này. Cảm ơn các bạn đang xem nhé. Và các bạn gặp câu này, chúng gặp chọn A là đi luôn này. Chọn A là đi luôn, bởi vì cái điều kiện là c lớn bằng 0. Nhưng chúng ta tìm ra C nó phải thuộc R. Bây giờ chúng ta đọc tiếp câu B. Câu B thì loại là cái chắc. Bởi vì sao? Y bình nó lại nằm trong này mà bên ngoài lại là Y rồi. Câu D cũng sai chắc. Bởi vì chúng ta sẽ xem câu C là nó có Y bình này, bên trong có len X bình. Vậy thì mình thử xem là có biến đổi được từ cái phương trình này về cái dạng là len Y bình len X bình không. Thì nó rất đơn giản thôi, mình chỉ cần nhân 2 vào hai vế, nó sẽ là 2 y bình len x, nó sẽ bằng 2 c. Rõ ràng c ở đây vẫn thuộc r nhé. Thì lúc này mình sẽ bỏ con 2 này lên phía chỗ len x này, nó sẽ ra là y bình len x bình phương chưa, nó bằng là 2 c. 2 c này mình đặt là c phẩy, như vậy c phẩy nó vẫn thuộc r. Y bình len x bình bằng c, với C thuộc R, chọn toàn C. Ngồi hai câu liên tiếp chọn C rồi nhé. Vậy chúng ta hoàn thành 5 trên 15 câu. 5 trên 15 câu rồi. Ok, cảm ơn các bạn Cảnh Trung này, Bảo Phúc Hoàng. Lại sắp thi rồi, chuẩn bị trực tiếp. Lạc quan lên các bạn, chúng ta vẫn còn thời gian. Với K67 thì chúng ta vẫn còn 4 ngày nữa để chúng ta chinh chiến. K68 thì chúng ta còn nhiều thời gian hơn. Thì sắp tới câu lạc bộ sẽ có thêm những cái tài liệu để chúng ta ôn tập về cả môn giải tích 2 và giải tích 3. Thì các bạn nhớ theo dõi và follow page câu lạc bộ hỗ trợ tập để nhận được nhiều tài liệu bổ ích nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp vào câu số 6. Câu số 5 chúng ta lại ôn lại về phương trình vi phân toàn phần nhé. Câu này có một cái bẫy lừa đó. Tiếp theo là câu số 6 này. Ui, câu số 6 này mình nhìn là thấy bất ổn rồi đây. Chúng ta cùng xem câu số 6 này sẽ xử lý như nào nha. Chúng ta cho là x bình dy trừ đi ix dx trừ đi 2 nhân e mũ y trên x nhân x bình dx bằng 0. Ôi dồi ôi luôn. Thì câu này khi mình nhìn vào thì chúng ta thấy cái điều gì nó đặc biệt không ạ? Chúng ta sẽ quan sát thấy là x bình này, y x bình và y chia x. À, vậy chúng ta có thể cảm thấy có cái y chia x này đưa chúng ta về cái phương trình gọi là phương trình đẳng cấp. Bởi vì phương trình đẳng cấp nó có dạng gì? Y phải bằng f của y trên x. Ok, vậy thì mình sẽ thử xem là biến nó về được đẳng cấp hay không. Đầu tiên mình thấy cái x bình này nó hơi nhiều nha. Hơi nhiều thì mình chia thử hai vế cho x bình. Tuy nhiên trước khi chia hai vế cho x bình thì chúng ta cần làm một động tác là xem x bằng 0 nó có là nghiệm gì của phương trình này hay không nhé. Mình sẽ thấy là x bằng 0 thì sao? Nếu mà x bằng 0 chúng ta thay vào, tức là dx được cũng bằng 0 đấy. Dx bằng 0 thay vào 1. 1 ở đây là gì? 1 ở đây chính là phương trình đề bài. Đúng chưa? Thay vào 1 thì chúng ta sẽ có là 0 trừ 0 trừ đi 0 bằng 0. Tức là luôn đúng đấy. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Luôn đúng, tức là lúc này cái x bằng 0 nó chính là một cái nghiệm kỳ dị. Nghiệm kỳ dị nhé. X bằng 0 là nghiệm kỳ dị. Như vậy là mình xét trường hợp x khác 0 đi, thì chúng ta được phép chia hai vế của 1 cho x bình phương. Bởi vì chúng ta thấy ngứa mắt lắm rồi.
suy ra DI trừ đi IX trừ X bình phương, nó là Y trên X. Ok, chú ấy lại thấy một cái Y trên X nữa rồi nhé. Nhân DX nè, trừ đi 2 nhân E mũ Y trên X DX bằng 0. Ok, tới đây chúng ta lại nhận thấy là cái DX nó lại xuống nữa. Mình chia hai vế cho DX đi, được chưa? Mình chia hai vế cho DX thì lúc này nó sẽ là Y phải trừ Y trên X trừ đi 2 nhân E mũ Y trên X bằng 0. Ồ, mình thấy ngay, chuyển vế đi. Y phải bằng Y trên X cộng 2 nhân E mũ Y trên X. Rồi, về dạng phương trình đẳng cấp chưa? Phương trình đẳng cấp đây rồi. Đây là dạng phương trình đẳng cấp, đúng không ạ? Đây là cái dạng phương trình đẳng cấp của chúng ta đang tìm. Vậy thì giải phương trình đẳng cấp là như thế nào? Thì mình sẽ đặt U nó bằng gì? Y trên X luôn. U bằng Y trên X. Bây giờ mình sẽ biểu diễn cái Y phải theo U nhé. Thì lúc này là Y, mình sẽ rút ra là Y bằng UX này. Suy ra Y phải nó bằng gì? U phải theo X cộng cả U. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là Y phải này chính là Y phải theo X. Mà U phải theo X thì nó là U phải rồi. Nhân với cả X cộng U nhân với cả X phải là bằng 1. Nên cái này chính là nhân 1 đấy. Thấy chưa? Tức là nó vẫn bằng là U phải X cộng U thôi. Vậy thì chúng ta thay nó vào cái phương trình trên này nhé. Thì lúc này mình suy ra được là Y phải nó bằng là U phải X cộng U. U phải X cộng U nó sẽ bằng là U cộng 2 nhân E mũ U chưa? Ôi dồi ôi, U hai bên triệt tiêu rồi. Tương đương U phải theo X bằng 2 nhân E mũ U. Điều này tương đương với cái gì ạ? DU chia DX nhân với cả X bằng 2 nhân E mũ U. Phân ly biến số đây rồi. Được chưa? Phân ly biến số thì mình cứ bình tĩnh, đừng chia gì vội nhá. Cứ để xdu nó bằng là 2 nhân e mũ udx đi. Bây giờ mình sẽ cô lập hai cái về hai bên. Tức là mình sẽ chuyển hết cái u về du, chuyển hết cái x về phía dx. Tức là chúng ta sẽ phải chia hai vế cho x và cho 2 e mũ u. Đúng chưa? 2 e mũ u thì chúng ta thấy nó luôn dương rồi nên mình không cần xét. Còn x này chúng ta cũng thấy nó khác không rồi, bởi vì chúng ta đang xét thế mà, nên là việc chia nó không có vấn đề gì. Vậy thì mình chia thoải mái thôi. Nó sẽ là DU chia 2 nhân E mũ U sẽ bằng là DX chia X chưa. Đến đây thì mình thấy là rõ ràng mình nguyên hàm hai vế này là xong. Nguyên hàm của DU nhân 2E mũ U nó sẽ bằng nguyên hàm DX chia X. Rõ ràng nó sẽ tương đương với cái gì ạ? Tương đương với cả 1 phần 2 E nguyên hàm của 1 trên E mũ U DU chính là nguyên hàm của E mũ trừ U DU chưa? Thế bằng là trừ E mũ trừ U. Như vậy là 2 nhân E mũ trừ 1 phần 2 nhân E mũ trừ U nó sẽ bằng là len trị tuyệt đối X cộng C. Rồi, tới đây nhé. Thì chúng ta làm tiếp thế nào đây? Chúng ta chỉ cần người ta đang bảo là biểu diễn Y theo X như này. Mà bây giờ mình đang có U theo X thì vậy mình phải làm tiếp thôi. Làm tiếp, mình sẽ thành là E mũ trừ U nó bằng gì? Nhân trừ 2 với cả hai vế, nó sẽ là trừ 2 nhân len trị tuyệt đối X cộng C chưa ạ? Vậy thì E mũ mình lấy len của hai vế thì nó sẽ là trừ U sẽ bằng len của trừ 2 nhân len trị tuyệt x cộng c chưa? Từ đây u mình thay bằng y trên x, đây u bằng y trên x đây, u thay bằng y trên x thôi, nó sẽ là trừ y trên x sẽ bằng là len của trừ 2 len trị tuyệt x trừ 2 c luôn đi. Vậy thì rõ ràng là y bằng trừ đi x nhân với cả len trừ 2 len trị tuyệt đối của x trừ 2c. Tuy nhiên thì bài nó có cho cái thằng nào là x nhân với cả trừ x đâu, không có cho thằng nào trừ x thì mình phải chuyển cái dấu trừ này vào chỗ len này thôi.
thì nó sẽ phải bằng là x nhân len của 1 chia cho trừ 2 len chỉ đối với x trừ 2c. Cái chỗ trừ 2c này mình lại biến nó là cộng c phải đi. Thì rõ ràng mình có được là x nhân len của 1 chia cho trừ 2 len chỉ đối với x cộng c. X nhân len a sai này, b sai này, còn b với c thì phần b nó không có trừ 2 trừ 2 nên là mình loại câu b, chọn toàn c. Rồi ba câu toàn c rồi. Như vậy là chúng ta thấy là câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 toàn c. Có 4 câu toàn c rồi các bạn. Ok. Rồi. Như vậy là nguyên cái câu này là chúng ta ôn lại về cái phần gì đấy ạ? Ôn lại về phần phương trình đẳng cấp. Phương trình đẳng cấp thì nó có dạng là y phải bằng f y trên x. Đây là y phải bằng f y trên x. Đó, thì câu này có một chút nghệ thuật là mình sẽ phải nhận dạng ở cái chỗ này. Nó là e mũ y trên x. Thì mình dự đoán nó là phương trình đẳng cấp. Rồi, bước biến đổi nó khá nhiều đấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu tiếp theo là câu số 7 đi ạ. Câu số 7 là câu có vẻ là nhẹ nhàng hơn. Câu này là nói về phương trình vi phân cấp 2, hệ số hằng. Tuy nhiên nó lại là không thừa nhất. Thừa nhất là hệ số hằng là sẽ là bằng 0. Nhưng mà đây là 2 nhân e mũ trừ 3x. Vậy thì đối với câu này mình cứ tìm muốn tìm nghiệm tổng quát thì mình sẽ tìm gì ạ? Muốn tìm nghiệm tổng quát của phương trình không thừa nhất thì mình đi tìm nghiệm tổng quát của phương trình thừa nhất cộng với cả nghiệm riêng của phương trình không thừa nhất. Vậy thì bây giờ mình đi tìm cái y ngang, tức là tìm gì ạ? Nghiệm của phương trình không thừa nhất là phương trình thừa nhất là y 2 phẩy cộng 4 y phẩy cộng 3 y nó bằng 0. Tức là mình đi xét phương trình đặc trưng. Nó sẽ là alpha bình phương 4 alpha cộng 3 bằng 0 tương đương, hoặc là alpha 1 nó bằng gì và alpha 2 bằng gì. Alpha 1 là trừ 1, alpha 2 là trừ 3. Như vậy chúng ta sẽ thấy là ở đây là hai cái nghiệm, tức là phương trình đặc trưng nó cho ra hai nghiệm riêng biệt, hai nghiệm phân biệt. Do thì chúng ta kết luận được là cái y ngang nó sẽ phải bằng là c1 nhân e mũ trừ alpha 1 nhân x là trừ x luôn, cộng c2 nhân e mũ trừ đi 3 x luôn ạ. Rồi, còn đối với trường hợp nếu mà các bạn ra cái chỗ này nó là nghiệm kép đi, nghiệm kép đi, được chưa? Tức là nghiệm kép alpha thì cái nghiệm y ngang nó sẽ phải bằng là c1 x này cộng c2 nhân e mũ trừ alpha x. Còn trường hợp nó mà ra cái nghiệm phức alpha, nghiệm phức liên hợp alpha cộng trừ bi thì chúng ta nhớ là cái y ngang nó ra là gì? E nó sẽ gắn với alpha x này, đúng chưa? Nhân với cả một đống đằng sau là c1 nhân cốt của b cộng c2 nhân sin của bx. Rồi, như vậy là trong trường hợp này vào cái trường hợp hai nghiệm phân biệt thì nó còn dễ. Tuy nhiên vào hai trường hợp kia thì tính hơi lòng vòng hơn một xíu. Tức là chúng ta tính được cái y ngang rồi, tìm được cái y là xong, đúng chưa? Tìm y kiểu gì đây? Tìm y thì chúng ta sẽ dựa vào cái gì? Dựa vào cái phần này này. Tức là phần fx. Fx ở đây là bằng gì ạ? Fx nó bằng 2 nhân e mũ trừ 3x. Từ đây chúng ta sẽ suy ra cái dạng nghiệm riêng tương ứng của cái dạng là pnx nhân e mũ alpha x. Đúng chưa? Dạng nghiệm riêng của cái này thì nó sẽ cho ra là y nó sẽ bằng là vẫn là PNX nhân QNX, tức là nó ra một cái đa thức cùng bậc
nhân với cả e mũ alpha x chưa? Tức là ở đây là nó sẽ bằng là 2 ở đây là đa thức bậc 0, tức là y đúng không, nó là a, tức là một số thôi, nhân với cả e mũ trừ 3x. Chúng ta có kết luận này là đúng hay sai ạ? Nếu các bạn comment thử mình viết như này là đúng hay sai. Các bạn comment thử xem là câu này mình giải cái y nó mà dạng như này là đúng hay sai ạ? Mình xem thử xem nào. Mình chưa thấy bạn nào comment nhỉ? Comment nhiệt lên các bạn ơi. Mình viết cái y nó bằng là a nhân e mũ trừ 3x ở đây là đúng chưa? Bạn nào comment đi cho mình vui cái. Rồi được rồi, mình làm tiếp nhé. Thì tại đây nó sẽ là gọi là sai nhé. Bởi vì sao? Sai bởi vì là mình chưa xem là cái alpha này nó có trùng với nghiệm của phương trình đặc trưng hay không. Đúng chưa? Nhưng mà mình phải nhớ này, khi mà fx bằng 2 nhân e mũ trừ 3x rồi ấy, thì chúng ta phải xem là alpha phải nó chính là trừ 3. Mà alpha bằng trừ 3 ấy, nó chính là trùng với cái nghiệm đơn của phương trình đặc trưng. Nó lại là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng cơ. Thế mới đau. Nên là cái trên này nó cũng sai nhé. Mà là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng ấy, thì cái y nó phải bằng là cái y của chúng ta nó phải bằng gì? Y nó phải bằng là x nhân a nhân e mũ trừ đi 3x. Được chưa? Câu này sao tự nhiên viết xấu nhỉ? Thì mình viết lại. Suy ra này, y nó sẽ bằng là x nhân a nhân e mũ trừ đi 3x. Tại sao nó cũng mọc thêm x? Bởi vì nó là nghiệm đơn. Còn nghiệm kép thì nó sẽ là x bình nhé. Rồi, như vậy chúng ta có cái y rồi. Thì bây giờ mình tìm y phẩy và y hai phẩy thôi. Y phẩy nó bằng gì? Y phẩy nó sẽ bằng là a nhân với cả đạo hàm của cái x nhân e mũ trừ 3x. Nó sẽ là e mũ trừ 3x này trừ đi 3x nhân e mũ trừ 3x. Vậy thì mình gộp lại nó sẽ là a nhân cả 1 trừ đi 3x này, sau đó nhân với cả e mũ trừ 3x chưa ạ? Tính nốt cái con y hai phẩy đi, để chúng ta thay nốt vào cái phương trình 1 này là xong. Tìm được y lớn là sẽ ra được. Nhưng mà y hai phẩy nó sẽ là a nhân với cả chỗ này nó sẽ là trừ 3 nhân e mũ trừ 3x này, sau đó chúng ta cộng tiếp với cả, à lưu ý là trừ đi 3 nhân cả 1 trừ đi 3x nhân e mũ trừ 3x. Rồi mình rút gọn lại là a nhân với cả trừ 3, trừ 3 là nói chung là nó sẽ là 9x trừ 6 nhé, nhân e mũ trừ 3x. Bây giờ mình thay nốt vào phương trình đặc trưng, à phương trình chuẩn, phương trình của đề bài. Như vậy là mình sẽ thu được là y hai phẩy đúng không, là a nhân với cả 9x trừ 6. Mình bỏ luôn cái e mũ trừ 3x ở hai vế đi, mình bỏ luôn e mũ trừ 3x ở hai vế nhé. Thì cộng tiếp với cả 4 nhân với cả y phẩy. Y phẩy là a nhân 1 trừ 3x. Sau đó chúng ta cộng thêm 3, đúng chưa? Cộng thêm 3 nhân x nhân a. Nó sẽ phải bằng là, bằng ở đây bằng 2 thôi ạ. Chứ không phải là bằng 2 nhân e mũ trừ 3x, bởi vì mình chia theo e mũ trừ 3x hai vế rồi. Rõ ràng là lúc này mình viết được là với các cái hệ số của x nhá, thì nó là 9a trừ 12 xong rồi cộng 3a, rõ ràng là không bằng không rồi. Còn trong trường hợp là hệ số tự do thì nó sẽ là trừ 6a cộng 4a bằng 2. Như vậy thì trừ 2a bằng 2, mà trừ 2a bằng 2 thì a nó sẽ phải bằng trừ 1. A bằng trừ 1 thì mình có y nó sẽ phải bằng, y nó sẽ phải bằng là trừ đi x nhân e mũ trừ 3x. Ok rồi. Tới đây chúng ta kết luận y nó sẽ bằng y ngang là c1 nhân e mũ trừ 3 trừ x này cộng c2 nhân e mũ trừ 3x cộng nốt với cả thẳng, à, trừ đi x nhân e mũ trừ 3x. Rồi, chốt cây thôi. C1
và C2 chữ X. C1 và C2 chữ X. Đây là C1 này, C2 chữ X. C1 ứng với chữ X, C2 ứng với chữ 3X. Chọn B, không nói nhiều. Đúng chưa? Rồi. Câu 7 này chúng ta ra B. Bạn Quang Trung comment 4 cái chấm. Mình cũng chưa hiểu ý đồ của bạn comment lắm nhỉ. Bạn Nam Dương. Cảm ơn các bạn Ngọc Mai rủ bạn vào học cùng này. Bây giờ chúng ta sẽ đi như vậy là chúng ta qua câu số 7 rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đi đến câu nào? Câu số 8 thôi, đúng chưa? Câu số 8. Ủa, nhìn cái câu số 8 này chúng ta thấy là trông cũng hơi rắc rối nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào đây? Câu số 8 nhé. Giải phương trình. Như vậy câu số 7 vừa rồi ấy, là chúng ta ôn lại về cái gì? Về cái phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất, hệ số hằng. Hệ số hằng ở đây là các hệ số trước cái y phẩy, y hai phẩy này, y phẩy và y. Được chưa? Đây là các đều là các hằng số nên người ta gọi là hệ số hằng nhé. Thì cái cách tìm nghiệm của nó thì chúng ta chỉ cần nhớ một cái thôi. Đấy là nghiệm của phương trình, nghiệm tổng quát phương trình không thuần nhất sẽ bằng nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất cộng với tổng nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất. Được chưa? Tiếp theo đến câu số 8 này. Câu số 8 này mình sẽ làm từ từ thôi nhé, bởi vì nhìn nó rắc rối mà. Chúng ta có này, y phẩy nhân với cả x cộng 1. Được chưa? Nó sẽ bằng là mình nhóm luôn y phẩy nhé. Y phẩy nhân với cả 2x bình phương cộng xy và cộng x. Bên ngoài còn lại là x cộng 2y trừ 1. Chỗ này là chia cho gì ạ? Chia cho 2x cộng y cộng 1. Rồi, mình phá tung ngoặc ra đi. Tương đương với cả y phẩy x cộng y phẩy. Nó sẽ phải bằng. À, mình lại thấy trong này nó chung x này. Mình nhóm nguyên cái x ra ngoài là y phẩy x nhân với cả 2x cộng y cộng với cả 1. Bên kia là x cộng 2y trừ 1. Được chưa? Chia cho 2x cộng y cộng 1. Như vậy mình rõ ràng rút gọn được cái này rồi nhé. Tức là lúc này tương đương y phẩy theo x cộng y phẩy x. Nó sẽ phải bằng y phẩy theo x cộng. Lưu ý là chỗ này nó vẫn là một cái phân số nha. X cộng 2y trừ đi 1 chia cho 2x cộng y cộng 1. Thôi, chia tiêu hai cái này thôi. Như vậy ra được cái phương trình đưa về được dạng đẳng cấp rồi ạ. Y phải nó sẽ bằng x cộng 2y trừ đi 1 chia cho 2x cộng y cộng 1. Được chưa? Như vậy đây là phương trình đưa được về dạng đẳng cấp. Tức là nó là y dạng y bình a1x cộng b1y trừ c1 cộng c1 này chia cho a2x cộng b2y sau đó là cộng c2. Trong trường hợp này là c1 c2 thì nó đều khác không rồi. Và nếu mình đi tính cái định thức là a1 b1 a2 b2 thì lúc này mình sẽ tính ra là 1 2 2 1. Định thức thì nó sẽ là 1 trừ đi 4 bằng âm 3, khác không? Nên lúc này mình sẽ phải thực hiện phép đặt. Vậy thì mình đặt như sau. Mình sẽ đặt là x nó sẽ bằng, và y nó sẽ bằng là một biến u cộng với cả alpha. Y nó sẽ bằng là v cộng với cả beta. Thì lúc này ấy, mình sẽ tìm được alpha và beta. Làm sao alpha và beta nó sẽ phải thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn này, mình sẽ cho cái này thay alpha vào x, beta vào y và cho nó bằng 0. Tức là alpha cộng 2 beta trừ đi 1 bằng 0. Và mình thay ở cái dưới này là 2 alpha cộng với cả beta cộng với 1 bằng 0. Ok, mình giải ra alpha beta luôn. Alpha được bằng gì đây ạ? 1, 2, 1 này, 2, 1, trừ 1 này.
nó sẽ là -1 và 1. -1 và 1 thì mình chọn suy ra là x nó sẽ phải bằng u-1, y nó sẽ phải bằng là v+1 chưa ạ? Tức là mình tìm được phép đặt rồi. Ok, như vậy thì mình suy ra luôn là u nó sẽ phải bằng là x+1 đi, và v nó sẽ phải bằng là y-1 đi. Bây giờ mình sẽ biến cái phương trình biến x y theo về cái dạng là uv, được chưa? Bởi vì chúng ta đang muốn đổi biến mà. Rồi, ok, các bạn comment khá là nhiệt nhá. Hello từ Minh Tuân. Rồi, bây giờ chúng ta làm tiếp này. Chúng ta đang có u bằng x+1 và v bằng y-1, đúng chưa? Mình thay như vậy là rõ ràng là mình thấy là mình nguyên vi phân hai vế là du sẽ bằng dx chưa, dv bằng di. À, bây giờ mình muốn tính y phẩy, đúng không? Y phẩy nó bằng gì? Di trên dx. Mình thấy nó chính là bằng du trên dv chưa, dx bằng du, di bằng dv, nên là nó sẽ bằng là du trên dv. À, dv trên du chứ, mình nhầm. Dv trên du chính là v phẩy theo u chưa ạ? Rồi, như vậy là chúng ta làm tiếp này. Đang có là y phẩy nó bằng là v phẩy, tức là mình sẽ thay nó vào đây này, đúng chưa? Như vậy lúc này cái phương trình này mình gọi là phương trình gì cho hợp lý đây? Phương trình 1 nhá. Phương trình 1 nó sẽ tương đương với cả cái gì? V phẩy u, bởi vì y phẩy bằng v phẩy u, được chưa? Nó sẽ phải bằng là mình thay x nó bằng là u-1 đi, được chưa? U-1 cộng với cả 2 nhân v+1 -1 chia cho cái gì? Chia cho 2 nhân cả u-1 cộng với cả v+1, sau cộng thêm 1 nữa, rút gọn đi thì chúng ta được là u+2v chia cho 2u+v, được chưa? Rồi, tới đây là cảm giác là phương trình đẳng cấp rồi đó. Phương trình đẳng cấp rồi đó. Thì trước khi mà chúng ta chuyển về phương trình đẳng cấp ấy, tức là mình sẽ cố gắng đưa, mình sẽ đưa nó về gì? Chia cả thử và mẫu cho u đi. Thì nó sẽ là 1+2v/u chia cho 2+v/u, đúng không? Thì rõ ràng là phương trình đẳng cấp v phải bằng cái này rồi. Tuy nhiên thì trước khi chia mình phải xét trường hợp là u bằng 0 và u khác 0, đúng chưa? Mình xét thử trường hợp là nếu mà u nó bằng 0. U bằng 0 thì sao? Mình quan sát là điều kiện của x, tức là tương đương với cả x+1 bằng 0 đấy. Tức là x bằng -1. Thì với x bằng -1 nhá, nếu mà chúng ta thay lại vào phía trên này, thay lại vào phía trên này với x bằng -1, thì mình sẽ thấy là mình có thể thay luôn vào đây với x+1, đúng không? Thay x+1 vào 1 thì nó còn lại là y phẩy bằng như vậy là y phẩy nó sẽ bằng là 2, nếu mà thay là y phẩy nó sẽ bằng là 2y-2 chia cho y-1, tức là y phẩy bằng 2. Mà y phẩy bằng 2 thì nó sẽ không phải lúc nào y phẩy cũng bằng 2 ấy, đúng không? Nên là cái x-1 này nó sẽ không là nghiệm nhé, không là nghiệm của phương trình. Tức là mình được thoải mái mình chia u rồi, tức là lúc này u nó khác không rồi, thì 1 nó lại tương đương với cả gì ạ? V phải bằng 1+2v/u chia cho 2+v/u. Rõ ràng nó là phương trình đẳng cấp, giống cái phần ở trên câu vừa rồi mình vừa làm đấy, là câu số 6, phương trình đẳng cấp chưa ạ? Phương trình đẳng cấp thì chúng ta lại đặt t bằng v trên u, thì lúc này là t bằng v trên u thì lúc này là gì ạ? Thì v nó sẽ bằng là u nhân t, như vậy là v phải theo u nó sẽ bằng là t cộng với cả t phải, đúng chưa? À, từ từ mình tính là
V phải theo U, tức là U, T, tất cả phải theo U. Tức là nó sẽ phải là T cộng với cả U nhân T phải. Rồi. Tức là T phải theo U đấy. Vậy thì mình thay vào phương trình trên. Nó sẽ là V phải là T cộng với cả U nhân T phải bằng 1 cộng với cả 2T chia cho 2 cộng T. Ok, mình chuyển hết cái T sang một bên đi. Là U nhân T phải bằng 1 cộng 2T chia cho 2 cộng T và trừ đi T là bằng 1 cộng T trừ đi T nhân 2 cộng T chưa? Chia cho 2 cộng T. Rút gọn đi, mình sẽ được là gì? Trừ T bình cộng 1 chưa? Chia cho T cộng 2. Và thì lúc này mình sẽ thấy là nó chính là dạng phương trình phân ly biến số rồi đấy. T phải chính là DT chia DU và bằng trừ T bình cộng 1 chia cho T cộng 2 nhé. Tới đây thì chúng ta lại nhân hai vế lên với cả DU, tức là UDT sẽ phải bằng là trừ T bình cộng 1 chia cho T cộng 2 DU. Vậy thì mình sẽ thấy là gì? Mình sẽ chuyển cái này sang bên này này và U sang bên này, được chưa? Tuy nhiên trước khi chuyển là chúng ta phải xét cái trường hợp U bằng 0 và U khác 0. Thì ở đây U khác 0 rồi nên mình không xét nữa. Tuy nhiên mình muốn chia cái này xuống thì trừ T bình cộng 1 nó sẽ phải khác 0. Và rõ ràng điều kiện ở đây là T khác trừ 2 rồi. Tức là T bình cộng 1 và khác 0 và bằng 0 thì mình sẽ xét trường hợp bằng T bình trừ T bình cộng 1 nó bằng 0 thử xem nào. Thì lúc này là T bằng cộng trừ 1 chưa ạ? T bằng cộng trừ 1 thì lúc này mình sẽ suy ra được là T ở đây chính là V trên U. V trên U bằng cộng trừ 1 đấy. Nếu mà làm nhanh thì mình suy ra được luôn là hoặc là Y nó sẽ bằng là, tức là mình đổi V và U theo X và Y ấy, thì Y bằng X cộng 2 hoặc là Y nó sẽ bằng trừ X. Thì lúc này nhá, nếu mà bây giờ chúng ta thay cái Y bằng X cộng 2 và Y bằng trừ X vào cái phần này này thì rõ ràng chúng ta sẽ thu được là gì? Chúng ta sẽ thu được một phương trình đầu tiên, nó sẽ là 1 bằng 1. Phương trình thứ hai nó sẽ là trừ 1 bằng 1. Tức là hai phương trình này luôn đúng. Hai phương trình này luôn đúng thì đây sẽ là hai nghiệm kỳ dị nhé. Như vậy chúng ta thu được hai nghiệm kỳ dị từ cái điều kiện là trừ T bình cộng 1 nó phải bằng 0. Được chưa? Okay. Rồi, tiếp tục này. Trường hợp như vậy là mình xét trường hợp trừ T bình cộng 1 bằng 0 rồi. Bây giờ mình xét nốt cái trường hợp là T nó khác cộng trừ 1 đi. T mà khác cộng trừ 1 thì sao? Ok, T khác cộng trừ 1 thì lúc này mình được phép làm phân ly biến số hai thằng này rồi. Nó sẽ là T cộng 2 chia cho trừ T bình cộng 1 DT bằng DU chia U chưa ạ? Như vậy mình tách cái này ra nha. Giờ đây là mình sẽ nguyên hàm hai vế đi. Nó sẽ là nguyên hàm của T cộng 2 chia cho mình để trừ ra ngoài là T bình trừ 1 DT sẽ bằng là DU chia U, nguyên hàm của DU chia U này. Rồi cái này mình sẽ tách nhanh, nó sẽ ra được là 3 phần 2 nhân với cả 1 chia cho T trừ 1 trừ đi 1 phần 2 nhân với cả 1 chia T cộng 1 DT bằng với cả nguyên hàm của DU chia U. Còn bạn nào muốn hiểu tách nhanh kiểu là gì ấy thì chúng ta sẽ thấy là T cộng 2 chia T bình trừ 1 này mình sẽ tách nó thành là A chia nhân T trừ 1 cộng với cả B chia cho T cộng 1 chưa? Rõ ràng A ở đây nó sẽ phải bằng là T cộng 2 chia cho mình nhân hai vế với cả T trừ 1, sau đó mình sẽ thay T bằng 1 vào. Thì lúc này nó sẽ còn là T cộng 2 chia cho T cộng 1. Và B nó sẽ bằng là mình nhân hai vế với T cộng 1 là T cộng 2 chia cho T trừ 1 và thay T bằng trừ 1 thì mình sẽ tìm được A và B thôi. Rồi, đến đây thì câu chuyện nó vẫn tiếp tục này.
mình sẽ nhóm cái trừ 1/2 ra ngoài. Thì bên trong nó còn gì ạ? Nguyên hàm của 3 nhân 1 trên t trừ 1 này. Trừ 1/2 mà nhóm ra ngoài thì nó vẫn còn mùng trừ đi 1 trên t cộng 1 dt bằng là nguyên hàm của du chưa u chưa ạ? Bây giờ chúng ta chính thức làm nguyên hàm lên này. Chỉ là 1/2 nhân với cả 3 len của trị tuyệt đối t trừ 1 trừ đi len trị tuyệt đối t cộng 1 chưa ạ? Bằng len trị tuyệt đối của u cộng c. Mình thấy kết quả này, mình thấy kết quả này nó là nhân c, tức là nó không để cộng c, nên là mình sẽ làm cho kết quả đẹp đẹp hơn tí nhá. Mình sẽ không để cộng c ở ngoài nữa, mình cho luôn c nó vào trong, len u c luôn cho nó đẹp nhá. Thì ở ngoài nó sẽ phải là trừ 1/2 nhân với cả 3 này nhất vào trong, thì nó sẽ là len của chi đối t trừ 1 tất cả mũ 3 chia cho t cộng 1 chưa, và nó bằng là len chi đối u c. Rồi, tới đây thì mình sẽ cho cái trừ 1 này vào trong này, thì được đảo lại sẽ là len trừ đối của t cộng 1 chia t trừ 1 mũ 3 chưa. Nhân 2 từ đây lên trên này nó sẽ là 2 len trừ đối u c, nó chính bằng là len của u bình c bình đấy. Rồi, bỏ hai cái len đi, chúng ta thu được là t cộng 1 chia cho t trừ 1 tất cả mũ 3. Được chưa? Nó bằng là u bình c bình. Như vậy bây giờ mình thay t với u thôi. T nó là gì? T ở đây nó là v trên u, mà v trên u nó là v nó bằng y trừ 1, u bằng x cộng 1, là y trừ 1 chia x cộng 1 chưa? Còn cái u ở đây thay bằng gì? U mình nhìn thấy ở đây là gì? U chính là x cộng 1, được chưa? Như vậy quan sát đáp án thôi. Quan sát đáp án nào? Chúng ta thấy đáp án có là x cộng 1 tất cả bình c bình đúng không? Con này A sai chắc. Câu B là chúng ta thấy là đây là y trừ 1 chia x cộng 1 cộng 1 nhé. Tức là câu B này sai rồi. Bây giờ còn câu C, câu D thôi. Câu C, câu D chúng ta nhìn là ở dưới mẫu nó có mũ 3 chưa? Thì con C nó sai. Chọn D. Câu 8 mình chọn D nha. Như vậy chúng ta chiến xong câu số 8 rồi. Nửa đây rồi. Nửa cái đây rồi đấy. Rồi. Như vậy là chúng ta vừa đi qua nửa cái đề rồi nhé. Để như vậy câu này chúng ta nhắc nhở chúng ta về cái phần là phương trình đưa về dạng, phương trình đưa về dạng phương trình đẳng cấp, được chưa? Nó là có dạng này này, và chúng ta nhớ cách đặt nhé. Như vậy là chúng ta chuyển sang câu số 9 đi. Câu số 9 người ta bảo là gì? Cho một cái phương, cho ba cái phương trình này, hỏi nhận định nào sau đây chính xác, là ôn lại về cái phần gì, phần phương trình vi phân cấp 2 tuyến tính, có tuyến tính hơn. Ok nhá, bây giờ mình sẽ xét từng phương án một. Phương án đầu tiên nó bảo là mình sẽ dựa vào cái gì? Mình sẽ dựa vào lý thuyết như sau, tức là nguyên lý trong chất nghiệm nhé. Nguyên lý trong chất nghiệm. Nguyên lý trong chất nghiệm nói cái gì? Người ta cũng cho ba phương trình này thôi, đúng chưa? Cho ba phương trình này này, thì mình nhận thấy cái đặc điểm là phương trình này nó là có cái phần phần không thừa nhất ấy, nó là tổng của hai cái phần không thừa nhất này, đúng chưa? Bây giờ người ta cho một cái nhận xét là nếu như mà chúng ta có là một cái y1 là nghiệm y2 mà nó cũng là nghiệm của 2, thì y bằng y1 cộng y2 cũng là nghiệm của
một lớn, được chưa? À, vậy với cái này ấy, mình xét từng bản đi. Cái này nó bảo là nghiệm, xong rồi chỗ này là nghiệm riêng. Cái này chưa người ta hỏi câu nào chính xác mà. Cái này chưa chắc chắn lắm, nên là mình sẽ không chọn phương án này đúng nhá. Cái tiếp theo là Y1, Y2 là nghiệm tổng quát, thì cái này là nghiệm riêng. Nghiệm tổng quát nó không có dạng, khi mà mình cộng vào hai nghiệm tổng quát vào chắc chắn nó ra khác cái dạng của một cái nghiệm riêng rồi, nên là câu B này cũng sai. Câu C này nó là bảo là Y bằng Y1 mà là nghiệm riêng, thì Y2 là nghiệm riêng, thì Y cũng là một nghiệm riêng. À, như vậy chúng ta thấy này, ở đây nó cùng một loại nghiệm ấy, thì mình được chấp nhận nhá. Ở đây nếu mà Y1 là nghiệm riêng, Y2 nghiệm riêng, suy ra Y cũng là nghiệm riêng, thì chúng ta được chấp nhận. Như vậy câu C này chúng ta chọn được này. Câu D, nếu Y1, Y2 lần lượt là nghiệm của 1, 2, thì tích Y bằng Y1, Y2 là nghiệm của 1. Cái này là chưa chính xác, bởi vì không đúng với cái nguyên lý trong trắc nghiệm của chúng ta. Nguyên lý trong trắc nghiệm của chúng ta là Y1 cộng Y2 cơ. Rồi câu E. Câu E này nó bảo là F1X cộng F2X bằng 0 và Y1, Y2 độc lập tuyến tính với nhau. Thì chúng ta có công thức nào sau đây đúng? Tức là công thức Liouville, được chưa? Chúng ta nhớ lại cái công thức Liouville. Liouville nhé. Công thức Liouville thì nó sẽ là mình biết một nghiệm rồi, biết một nghiệm Y1 rồi, đúng chưa? Bây giờ mình muốn tìm một nghiệm Y2 độc lập tuyến tính với Y1, thì Y2 nó sẽ phải bằng là Y1 nhân với cả nguyên hàm 1 chia cho Y1 bình phương nhân với cả E mũ trừ nguyên hàm gì ạ? Các bạn lưu ý này, ở đây là bằng 0, tức là đây là phương trình thuần nhất, được chưa? Và người ta dùng bx ở trước cái hệ số của y phải, tức là trừ px dx này, xong rồi lại dx, được chưa? Như vậy đây là mình xong cái nghiệm, công thức nghiệm Liouville. Thì mình quan sát hai đáp án thì mình thấy là E đúng nhá, còn F sai, bởi vì chỗ này dấu trừ, được chưa? Vậy thì tổng quát lại là câu này chọn hai đáp án C và đáp án E. Câu 9 này là một câu về lý thuyết thôi. Ok, tiếp tục nha. Đây là câu số 9 rồi. Câu số 9 này ôn lại về phần phương trình vi phân tuyến tính cấp 2. Cấp 2 không thuần nhất. Bây giờ chúng và đồng thời ở phần E, phần F là nó nói về thuần nhất đấy. Bây giờ chúng ta sang câu số 10, lại là khai triển chuỗi Fourier rồi, được chưa? Thì câu số 10 này chúng ta đọc đề này, nó cho fx là như thế này, và nó cho fx là khai triển Fourier, chọn phân biểu đúng, đúng chưa? Thì lúc này chúng ta thấy này, với câu A, nó cho là hai cái thằng S lạm hoắc thôi. Thì mình sẽ thử xem cái đồ thị. Mình sẽ nhớ lại cái định lý về định lý Dirichlet nhé. Dirichlet. Định lý Dirichlet nói là cái gì? Định lý Dirichlet nói là Sx mà nó bằng, nó sẽ bằng là Fx tại các cái điểm liên tục của hàm số. Chưa? Nó sẽ là f tại x cộng và f tại x trừ chia đôi ra tại các điểm xã đoạn hàm số. Vậy thì mình dựa vào cái này thôi, mình xét từng câu một nhé. Với câu A đi. Với câu A thì người ta cho là S tại 3/2 cộng với cả là S tại trừ 1/2. Như vậy là mình thấy nhé, S tại 3/2 nó là nằm trong cái phần này rồi, thì nó sẽ là thuộc vùng liên tục. S tại trừ 1/2, tức là S tại 3/2 là thuộc cái từ 0 đến
2. Còn S tại trừ 1 phần 2 là thuộc từ trừ 2 đến 0. Tức là hai cái này nó đều là phức điểm làm cho Fx liên tục. Vậy thì nó chính bằng là F tại 3 phần 2 cộng với cả F tại trừ 1 phần 2 chưa ạ? Vậy thì F tại 3 phần 2 mình thay vào là 3 phần 2 trừ 1 cộng với cả F tại trừ 1 phần 2 là trừ 1 phần 2 cộng 1. Rồi, tức là 1 phần 2 cộng 1 phần 2 là bằng 1. Vậy nhận định đầu tiên là đúng. Ok, chúng ta sang nhận định tiếp theo là nhận định B. Người ta bảo là S tại 1 trừ 1 bằng S2. Liệu có đúng hay không? Thì chúng ta sẽ thấy là S tại trừ 1 đi. S tại trừ 1 thì nó thuộc cái vùng là trừ 2 từ 0 đúng không? Thì nó sẽ bằng gì? F tại 1, F tại trừ 1 bởi vì nó là điểm liên tục mà. Nó sẽ phải bằng trừ 1 cộng 1 chưa? Bằng 0. Bây giờ chúng ta đi tính S tại 2 đi. S tại 2 thì ở đây mình thấy là 2 là cái điểm. Điểm nó gián đoạn của hàm số này. Nên là mình sẽ áp dụng trường hợp này nhé. Nó sẽ phải bằng là F tại 2 cộng, cộng F tại 2 trừ. Chia cho 2. Được chưa? Thì bây giờ muốn xem là F tại 2 cộng 2 trừ như nào, mình vẽ thử cái đồ thị hàm số cho nó rõ ràng đi. Đây là cái đồ thị hàm số này. Thì ở đây là với cái đoạn từ 0 đến 2 là x trừ 1. 0 tới 2 là x trừ 1 nhé. Thì là 0 này. Đây là 2. X trừ 1 thì tại 0 nó sẽ là ở trừ 1. Còn tại 2 nó sẽ là 1 nhé. Thì đây là cái đoạn đầu tiên là từ 0 tới 2. Tiếp theo là đoạn trừ 2 tới 0 là x cộng 1. Thì nó có dạng là trừ 2 đây này. Đây là trừ x cộng 1 là trừ 2 tại x cộng 1 tại trừ 2 nó là trừ 1. Còn x cộng 1 tại 0 nó là 1. Như vậy đây là cái dạng của một phần của cái Fx đây. Đây chính là một cái dạng một phần của Fx với chu kỳ là bằng 4 nhé. Thấy chưa? Vậy bây giờ mình sẽ lặp lại thôi. Mình sẽ cho lặp lại các cái đoạn Fx này trên toàn bộ trục số. Thì chỗ này nó sẽ là 0 đến 2. À đây là trừ 2 đến 2 này. Thì chỗ này là 2 tới 6 này. 2 đến 6. 2 đến 6 thì cái đoạn đầu tiên nó sẽ là đi từ đây đến đây này. Thì chỗ này nó phải là 4. Và đoạn tiếp theo là từ đây tới đây. Thế mà chúng ta quan sát này. F tại 2 cộng. Nó chính là chỗ này. F tại 2 trừ nó chính là chỗ này. Được chưa? Vậy thì mình gióng sang cái trục y thì chỗ này nó là trừ 1 và mình gióng sang sẽ là 1. Chỗ này sẽ là 1 này. Mình gióng sang trục y của chỗ này nó sẽ là trừ 1. Như vậy F tại 2 cộng nó chính là phần trước 2 một chút này. Nó là trừ 1 cộng với F tại 2 trừ nó là phần này một chút này. Nó là 1 chia đôi bằng 0. Như vậy S tại trừ 1 đã bằng S2 bằng 0. Như vậy cái B này đúng chưa? Chuẩn luôn. Không phải chỉnh. Ok. Như vậy là câu A và B rồi. Bây giờ mình sang câu C. Câu C đến F nó đều hỏi một cái là Sx thôi. Thì mình đi tìm Sx là xong. Nha. Mình đi tìm Sx là xong. Được chưa? Rồi ok, cái con Sx này thì chắc là sẽ dài dòng một tí đây. Sx này. Đây mình có nhé, đây là Sx thì rõ ràng nó bằng cái gì? A0 chia đôi chuỗi từ N tới dương vô cùng. Tức là đây chúng ta thấy là Sx nó là khai triển Fourier mà, đúng không? Của AN nhân cos của NPx chia 2. Các bạn lưu ý này, ở đây là mình đang xét chu kỳ bằng 4, nên là L ở đây chính bằng 2. L bằng 2 thì N là Lx chia 2, cộng Pn nhân cos, nhân sin, sin Npx chia 2. Ok chưa? Đây mình đi tính ANBL là xong rồi. Thì nếu mà các bạn nhìn nhanh ấy, thì thấy là
trên này, trên cái đồ thị này, rõ ràng cái hàm của chúng ta làm lẻ chưa? Fx là lẻ chưa? Fx lẻ chưa? Fx là lẻ thì sao? Thì a0 bằng an bằng 0 rồi. Đúng chưa? Fx mà lẻ thì a0 bằng an bằng 0. Bây giờ mình tính nốt cái bn là xong. Bn thì nó sẽ là... Bn nó là gì ạ? 1 chia l, tức là 1 chia 2 nhân tích phân từ trừ 2 tới 2 của fx nhân với cả sin, đúng không? Bn nó gắn với sin mà, là npx chia 2 dx. Thì bây giờ mình thay fx đó là... fx nó là gì? À, bây giờ chúng ta thấy là fx là lẻ đúng không? Mặc sin này cũng là lẻ. Vậy thì tổng hợp lại là chẵn. Như vậy thì bn các bạn phải bằng gì? 2 chia 2 tích phân từ 0 tới 2. 0 tới 2 fx thì fx nó là x trừ 1 nhé. Fx nó là x trừ 1 nhé. Nhân với cả sin npx chia 2 này dx. Rồi bây giờ mình tính nguyên hàm này thôi. Thì mình dùng phương pháp gọi là hai cột đi. Chỗ này là x trừ 1 này, chỗ này là sin npx chia 2. 1 và 0. Nguyên hàm của sin thì nó sẽ là trừ cos, nó sẽ là 2 chia np nhân cos npx chia 2. Nguyên hàm lần nữa thì nó sẽ là trừ 4 chia n bình vi bình nhân sin của npx chia 2 chưa? Bây giờ mình nhân chéo thôi, cộng trừ đây. Vậy thì nó sẽ bằng là chỗ này là trừ 2 chia np này nhân với cả x trừ 1 này nhân cos của npx chia 2 cộng cả 4 chia cho n bình vi bình chưa? Nhân với cả sin của npx chia 2. Tại đây mình thay cận của nó là từ 0 tới 2 đây. Đúng chưa? Cận từ 0 tới 2. Bây giờ mình thay thôi. Thì nó thay vào nhé. Thay 2 vào cái này. Thì mình thấy là số này nó sẽ thành là cos của np. Cos np. Mà cos np nó là trừ 1 này. 2 vào đây là 1. Như vậy nó là trừ 2 chia np nhân trừ 1 mũ n. Các bạn nhớ là cos của np chứ phải bằng trừ 1 mũ n nhé. Ok. Cộng tiếp với cả đống đằng sau khi thay hai vào nó sẽ là sin np, thì sin np là bằng 0, đúng không? Thay hai vào đây thì rõ ràng là sin np chưa, sin np là bằng 0 thì nguyên cụm đó là 0. Trừ đi này, chỗ này mình thay 0 vào thì nó sẽ còn là trừ 2 chia np nhân trừ 1 cos của 0 là 1, sau chúng ta cộng với cả sin 0 rõ ràng là 0. Như vậy thu được cái gì? Thu được là trừ 2 chia cho np nhân trừ 1 mũ n cộng với cả trừ đi 2 chia np. Được chưa? Tới đây thì nếu mà chúng ta khoanh đáp án luôn thì không có, bởi vì các cái trước nó chỉ có một phần tử thôi. Thì lúc này chúng ta làm gì? Chúng ta biến đổi tiếp này. Trong trường hợp n chẵn và n lẻ thì chúng ta sẽ tách tiếp được cái trừ mũ n này ra, đúng không? Vậy thì trong trường hợp mà l nó chẵn, n nó chẵn thì nó sẽ bằng là 2m đi. Và l lẻ thì n lẻ này. N mà chẵn thì trừ 1 mũ n là gì ạ? Bằng 1 chưa? N mà lẻ trừ 1 mũ n bằng âm 1. Vậy thì rõ ràng là trong trường hợp n lẻ thì Sx nó phải bằng 0 rồi. À, Pn nó bằng 0. Đúng chưa? Bn bằng 0. Còn trong trường hợp n chẵn thì sao? Thì nó sẽ là trừ 4 chia cho np. Mà trừ 4 chia np mình thay vào n bằng 2m đúng không? Đó là trừ 4 chia 2mπ và bằng trừ 4 chia cho mπ. À, trừ 2 chia mπ chứ. Trừ 2 chia mπ.
Rồi. Đến đây thì mình thay vào cái SX thôi nhỉ. SX nhưng mà nó sẽ bằng gì? Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ tính theo M nhé, bởi vì N chẵn ấy nó chỉ chạy từ các số chẵn thôi. Còn M nó vẫn chạy theo cái chạy từ 1 đến vô cùng. Thì A0 bằng 0 rồi nên mình không viết. Còn M nó sẽ chạy từ 1 tới dương vô cùng này. Của trừ 2 chia M pi nhân cả sin N pi x chia 2, đúng không? Tức là chỗ này N mình thay là 2M đi. Như vậy nó còn lại là M pi x thôi. Sin M pi x thôi. Rồi, mình quan sát đáp án này. Đáp án đầu tiên nó bảo là trừ 2N pi nhân sin của N pi x. Mình quan sát này. Trừ 2M pi sin M pi x. Ok, các bạn C này có vẻ ok rồi đấy. C ok nha. Đáp án D. Như vậy đáp án C mà đúng thì đáp án D thì khả năng sai là cao. Chúng ta nhìn này. N nó mà chạy bằng 1 đúng không? N bằng 1. Thì lúc này cái giá trị đầu ấy nó sẽ là trừ 4 chia pi nhân với cả sin của phương án D này nhá. Đây là sin x nó đang bằng là chạy từ 1 tới dương vô cùng này của trừ 2 chia m pi. Vừa nãy ở trên đây mình tìm được nó là trừ 4 chia n pi đúng không? Tuy nhiên n nó phải chạy từ n chẵn. Được chưa? Nếu mà nó là trừ 4 chia n pi thì nó phải chạy từ n chẵn. Mà đây là chạy từ n bằng 1. Chạy từ n bằng 1 thì nó sai rồi. Được chưa? Còn câu E thì nó rõ ràng là sai này. Bởi vì n bình với bình là không có đâu. S cũng sai. À, mình nhầm. Ở đây nhá. Người ta, mình đã tìm được cái BN. Tức là nó chỉ gắn với sin thôi. Nên là cái cốt này chính là gắn với AN. Mà AN bằng 0 rồi. Nên là E với F đều sai này. D cũng sai. Chọn tổng cộng là 3 đáp án. A, B và C. Được chưa? Câu này hơi choáng ấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ sang câu tiếp theo nhé. Câu 11. Câu 10 này là câu cuối cùng của Fourier rồi. Thoát kiếp rồi. Để sang nốt phương trình vi phân thôi. Câu 11 này người ta bảo là tìm phương trình vi phân tổng quát. Thì mình thấy là nhìn nhanh thì đây là phương trình gì ạ? Phương trình khuyết y. Khuyết y nhé. Khuyết y thì cứ mình cứ đặt là u bằng y phải thôi. Vậy thì lúc này mình làm luôn nhé. Bằng y phải đi. Được chưa? Thì lúc này là u phải nó sẽ bằng là y hai phải. Tức là chúng ta đều đang đạo hàm thiếu x đấy. Được chưa? Vậy thì tôi suy ra là cái gì? Ôi dồi ôi. Suy ra là cái gì đây ạ? U phải cộng với cả u chia x cộng 1 sẽ bằng x cộng 1 nhân u bình phương chưa? Đây phương trình gì ạ? Bernoulli đây rồi. Bernoulli thì mình cứ chia hai vế cho cái bậc cao nhất bên này thôi. Nó sẽ là u phải chia u bình phương cộng 1 trên x cộng 1 nhân 1 trên u. Bởi vì u chia u bình phương là khoảng 1 trên u thôi, bằng x cộng 1. Thế đây mình mà đặt cái thằng t nó mà bằng là 1 trên u ấy thì t phải nó bằng gì? Trừ u phải trên u bình phương không ạ? Mình thay vào cái phương trình này nhá. Nó sẽ ra được là trừ t phải cộng 1 trên x cộng 1 nhân t bằng x cộng 1. Rồi. Mình sẽ gọi là gì nhỉ? Một bước gọi là chuyển đưa nó về cái dạng phương trình vi phân cấp 1 đi, là t phải trừ đi 1 chia x cộng 1 nhân t và nó sẽ bằng là trừ x trừ 1 chưa? Từ đây mình biết là phương trình vi phân cấp 1 rồi thì mình có nghiệm luôn là e mũ v
nguyên hàm 1 trên x trừ 1 dx nhân nguyên hàm của e mũ trừ đi nguyên hàm 1 trên x trừ 1 dx. Nhân với cả p qx là gì ạ? Qx là trừ x trừ 1, được chưa? Dx cộng c1. Rồi. Mình nguyên hàm cái này thì nó sẽ là x cộng 1. Là từ từ, chỗ này là mình đang nhập nhá. X cộng 1 này thì chỗ này phải là x cộng 1, chỗ này x cộng 1 nhá. Chỗ này x cộng 1 này nhân nguyên hàm e mũ nguyên hàm của cái kia chính là 1 trên cho x cộng 1 này nhân trừ x trừ 1 cộng c1 này, dx cộng c1 này. Thế đây là nó sẽ bằng là x cộng 1 nhân với cả chỗ này là nguyên hàm của trừ dx cộng c1. Vậy thì nói tóm lại nó sẽ bằng gì? X cộng 1 nhân c1 trừ x đi rồi, c1 trừ x. Tức là lúc này u nó bằng gì? T bằng 1 trên u thì 1 trên u sẽ phải bằng là x cộng 1 nhân c1 trừ x chưa? Mình thay nốt cái thằng u bằng y phải đúng không? Như vậy y phải nó bằng gì? 1 chia cho x cộng 1 nhân c1 trừ x. Mình viết lại nó thành là dạng là trừ đi 1 chia cho x cộng 1 nhân x trừ c1. Để tách ra nhé, thì nó sẽ là trừ đi này. Mình sẽ tách ra như sau. 1 chia cho trừ c1 trừ 1 nhé, nhân với cả chỗ trên này là x trừ c1 trừ đi x trừ 1 chưa. Tức là chúng ta thêm, nhân thêm với 1 chia cho c1 trừ 1 đấy. Chỗ này là x cộng 1 này, chia cho cộng 1, chia tổng cộng cho x cộng 1 nhân x trừ c1 này. Vậy thì nó sẽ bằng là gì? 1 chia c1 cộng 1 nhân chỗ này là 1 chia x cộng 1 trừ đi 1 chia cho x trừ c1. Có y phải bằng như này rồi mà không nguyên hàm được nữa thì hết cứu nữa. Vậy y phải như này rồi thì chúng ta quá đơn giản khi tìm ra y. Y nó rõ ràng là 1 trên c1 cộng 1 nhân len của chia đối x cộng 1 chia x trừ c1 cộng c2. Mình khoanh đáp án thôi. 1 trên x cộng c1 cộng 1 nhân len của chia đối x cộng 1 chia cho x trừ c1 hay là c1 trừ x như nhau. Vậy thì câu A chốt đơn. Câu B, mình thấy nó nhân len thêm 3 vào đấy này. Tức là nó nhân và mũ 3. Mũ 3 không chuẩn rồi. Vậy loại luôn đi. Câu C này, câu C là x bình này loại. Câu D, người ta thêm 3 vào trên này, nhưng ở đây lại thêm 3 nữa. Tức là người ta chả qua là thêm len 3 trừ len 3 vào thôi, đúng không? Và cái này bản chất nó vẫn là C2, nên là câu này cũng đúng này. Câu tiếp theo là câu này. À không, câu này không đúng nhá, bởi vì nó có x bình. Mình nhầm, nhưng câu D là sai. Câu E này nó mới là đúng này. Tức là mình chỉ thêm len 3 trừ len 3 vào thôi, đúng không? Còn câu F này, chỗ này mà cộng 1 thì sai. Như vậy là mình chọn hai đáp án. Ở đây là hai đáp án A và E nha. Đó là câu số 11. Gần hết cái đề rồi. Ok. Đã đuối. Có một câu 12 để giải trí nào. Câu 12 này có bạn nào làm sai không? Câu 12 này có một điểm để lừa các bạn đấy. Câu 12 này có một điểm để lừa các bạn. Đây câu 12 này có một cái để lừa các bạn. Đấy là gì? Các bạn lưu ý nhá. Nếu mà các bạn để nguyên cái x bình này mà các bạn không chia thì mình sẽ không ra được cái dạng phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất.
Hơn nhất mà để mình xét cái nghiệm riêng đâu, bằng phương pháp biến thiên hàng số là random. Ở đây là mình đọc phân tích lại đề này. Nó cho một cái phương trình thuần nhất có luôn nghiệm tổng quát của nó rồi. Bây giờ nó hỏi là tìm cái nghiệm của cái phương trình không thuần nhất. Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất. Đấy. Thì từ cái nghiệm nghiệm của phương trình thuần nhất mà nó ra được cái nghiệm của phương trình không thuần nhất ấy. Thì với cái hệ số hằng thì chúng ta còn dùng được cái dạng đặc biệt, nhưng mà với cái bình thường ấy thì chúng ta chỉ có một cái thôi, một cái để xử lý thôi, là phương pháp biến thiên hằng số Lagrange nhé. Yeah. Tức là từ cái nghiệm gọi là nghiệm tổng quát đi mà ra được cái nghiệm riêng, đúng chưa? Chúng ta chỉ có một cái gọi là phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Thì trước tiên chúng ta phải đưa nó về dạng chuẩn á. Mình chia hai vế cho x bình nhá. Thì không phải là hai là y phẩy này trừ đi 3 trên x nhân y phẩy cộng 3 trên x bình nhân y sẽ bằng 4 x bình phương. Tức là mày fx của chúng ta là bằng gì? 4 x bình phương nha. Bây giờ mình có là cái y ngang nó bằng là C1 nhân x mũ 3 cộng trừ đi C2 nhân x chia 2. Muốn tìm ra cái nghiệm riêng ấy, thì mình biến thiên hằng số là C1x nhân x mũ 3 trừ đi C2x nhân x chia 2. Với cái x, với cái C1, C2 thỏa mãn cái gì? Cái đẳng thức nào? Hệ phương trình nào? C1 phẩy nhân cái gì ạ? Nhân x mũ 3 cộng C2 phẩy nhân với cả trừ x chia 2. Nó phải bằng 0. Và C1 phẩy mà nhân với cái đạo hàm của x mũ 3 là 3x bình phương cộng với cả C2 phẩy nhân đạo hàm của trừ 1 phần 2, trừ x trên 2 là trừ 1 phần 2. Nó sẽ phải bằng fx. Nó sẽ phải bằng là 4x bình phương chưa? Từ đây mình sẽ rút ra được là C1 phẩy và C2 phẩy. C1 phẩy là bằng gì? C1 phẩy bằng gì đấy ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là C1 phẩy nó sẽ bằng là C1 phẩy nhân x bình phương đi. Mình khai thác cái phương trình đầu. Nó sẽ phải bằng là C2 phẩy chia 2. Đúng chưa? Còn phương trình dưới nó là gì? Mình nói lại phần này đi, cho nó mạch lạc. Đây, từ cái hệ phương trình này mình sẽ suy ra gì? Chia hai vế đầu tiên cho x nhé. Nó còn lại C1 phẩy nhân x bình phương này bằng C2 phẩy chia 2. Bây giờ mình sẽ thay nó vào cái phương trình bên dưới nhé. Mình thay cái hệ thức này vào phương trình bên dưới đi. Tức là thay C1 phẩy nhân x bình bằng C2 phẩy chia 2. Thế ngoài là 3 nhân C2 phẩy chia 2 trừ đi C2 phẩy nhân trừ 1 phần 2 nhân 1 phần 2 bằng 4x bình phương. Tức là rút ra được luôn C2 phẩy bằng gì? 3 phần 2 trừ 1 phần 2 là 1 rồi. Bên C2 phẩy chính là 4x bình phương. Như vậy thì lúc này là C1 phẩy bằng gì ạ? C1 phẩy nó phải bằng là 2. Đúng chưa? Có C1 phẩy và C2 phẩy. C2 phẩy rồi thì suy ra C1x này và C2x thôi. C1x là bằng gì? 2x. Nguyên hàm của 2. C2x là nguyên hàm của 4x bình phương là 4x mũ 3 chia 3. Vậy thì mình sẽ nhân vào để tìm ra nghiệm riêng y. Nó sẽ là 2x nhân x mũ 3 trừ đi 4x mũ 3 chia 3 nhân cả x chia 2. Chưa? Rồi, bấm máy tính Casio. 2 trừ 4 phần 3 nhân 1 phần 2 là bằng 4 phần 3 x mũ 4. 4 phần 3 x mũ 4 tức là sẽ phải bằng 4 này, b bằng 3 và c bằng 4 đúng không?
Như vậy là mình quan sát nhé. ABC là ba số tự nhiên liên tiếp, sai. A trừ B cộng C bằng 1. 4 trừ 3 cộng 4, nó không thể bằng 1, sai. B là số nguyên tố, B bằng 3, đúng. D, ABC bằng 10, sai. A cộng B bằng 7, chuẩn rồi. Và 2B bằng 3A, sai nha. Như vậy là chúng ta khoanh hai đáp án C và E, được chưa? Đấy là câu số 12. Câu số 12 này khá ngắn gọn thôi, làm câu khá dễ hiểu. Ok. Rồi. Hôm nay khá nhiều bạn comment nha. Bạn Trần Nguyễn Nhật Cường à, mai mới xong để xem list. Rồi. Giờ mình sẽ, như vậy là chúng ta đi xong 12 câu rồi. Chặng đường chúng ta còn 3 câu nữa. Câu 13 là một câu cũng lừa khá nhiều bạn, thì mình sẽ bắt đầu phân tích vào câu 13 nhé. Câu 13 như sau. Nghiệm của phương trình là y 2 phẩy trừ đi 4 y phẩy cộng 5 bằng 0. Y tại 0 bằng 1 và y tại pi trên 2 bằng mu pi. Bây giờ mình người ta hỏi nghiệm riêng của phương trình này, đúng không? Thì mình sẽ có cái gì? Muốn làm tìm nghiệm riêng của phương trình này thì chúng ta sẽ phải giải ra nghiệm tổng quát này. Sau đó mình áp dụng hai điều kiện này để tìm ra nghiệm riêng, được chưa? Vậy thì đầu tiên với cái phương trình là y 2 phẩy cộng 4 y phẩy cộng 5 bằng 0 đi, thì mình sẽ xét cái phương trình đặc trưng của nó là gì, bởi vì đây là phương trình thứ nhất mà. Alpha bình cộng 4 alpha cộng 5 bằng 0 chưa? Nó sẽ phải bằng tương đương với alpha 1 bằng và alpha 2 bằng. Alpha 1 lúc này nó sẽ bằng là, nếu mà mình bấm máy tính ra, chỗ này mình nhầm đề nhé, là trừ 4. Chỗ này là trừ 4 này. Thì bấm máy tính ra, mình sẽ ra được là 2 cộng y và 2 trừ y. Tức là nghiệm này là nghiệm phức liên hợp 2 cộng trừ y đấy. Tức là từ đây mình suy ra được luôn cái nghiệm riêng của phương trình này, nó chính là e mũ 2x nhân c1 cos x trừ đi c2 sin x, cộng với c2 sin cộng c2 sin x luôn nhé, cộng c2 sin x luôn này, đúng chưa? Rồi từ đây là mình sẽ bắt đầu đi tìm c1 và c2. Y tại 0 ở đây là bằng 1, được chưa? Y tại 0 ở đây là bằng 1. À, ở tại đây nhá, có rất nhiều bạn làm như thế này. Tại chỗ này, có rất nhiều bạn là quan sát thấy là x này, xong bạn đánh dấu trừ vào đây. Đánh dấu trừ vào đây xong bạn thấy là alpha bằng 2 là chắc chắn rồi. Nhìn đây là cos x này, sin x này, dấu trừ ở đây rồi, thì beta bằng 1. Xong rồi bạn điền vào 1 luôn. Vậy là đây là sẽ là một đáp án sai, đúng không? Đây sẽ là một đáp án sai, đúng. Trường hợp này sẽ là đáp án sai, đúng đấy. Thì mình xin thông báo là đây là một phương án sai. Bởi vì sao? Chúng ta chưa biết được cái C1 với C2 như nào. Và cos x nó có một cái tính chất, nó chính bằng là cos trừ x ấy. Nên là chỗ này nó lừa khá nhiều bạn. Chỗ này lừa được khá nhiều bạn nha. Vậy thì chúng ta phải làm đúng, làm đủ các bước thì chúng ta mới có được sự chắc chắn. Tại đây mình sẽ thay là y0 nó bằng 1 đi, đúng chưa? Y0 bằng 1 thì sao? Đây mình để là mình cứ để trừ c2 đi cho nó nhìn nó dễ lừa. Y tại 0 bằng 1 thì lúc này mình thay vào y bằng 1 này, đúng chưa? X bằng 0 tức là e mũ 0 nhân c1 nhân 1. Sin 0 thì mình bỏ đi. Từ đây mình suy ra được c1 là bằng gì? Bằng 1 chưa? Tiếp theo là y tại pi trên 2 bằng e mũ pi.
Thì lúc này mình sẽ thấy là y là bằng e mũ pi này, x là pi trên 2 là e mũ pi, C1 nên cốt của pi trên 2. Cốt pi trên 2 là gì ạ? Cốt pi trên 2, đây là pi trên 2, cốt pi trên 2 là 0. Đúng chưa? Như vậy là 0 luôn. Trừ đi C2, sin pi trên 2 là 1. Từ đây mình sẽ suy ra được là C2 nó phải bằng trừ 1. Như vậy là C1 bằng 1 và C2 bằng trừ 1 thì y ngang là e mũ 2x nhân với cả cốt x cộng sin x. Nếu mà đưa nó về cái dạng là trừ beta này, thì mình sẽ đưa thành e mũ 2x nhân với cả cốt của trừ x này, trừ đi sin trừ x. Tức là beta là bằng gì? Bằng 1, bằng trừ 1 đấy. Mình phải điền trừ 1 vào đây nhé. Đây là câu 13. Một câu. Câu này là một câu khá nhẹ. Câu 13 này. Nghiệm phương, nghiệm, nó bắt tìm nghiệm riêng của phương trình như là một cái hệ của oxy. Rồi. Câu 13 này khá đơn giản đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sửa nốt hai câu cuối của cái đề này thôi. Là câu 14 và câu 15. Câu 14 của chúng ta như sau. Câu 14 của chúng ta như sau. Đây là câu phương trình vi phân này, cho phương trình vi phân này, hỏi tích phân tổng quát. Mình nhìn đây lại có bóng dáng của đẳng cấp ở đây. X bình, y bình và x y đây. Mình cứ nhớ tới phương trình đẳng cấp chưa? Phương trình đẳng cấp. Này mình sẽ làm gì? Mình sẽ chia hai vế cho x bình cộng y bình luôn nhé. Mình sẽ chia hai vế cho x bình cộng y bình. Lúc này nó sẽ là ta có x bình cộng y bình nhân y phẩy bằng x y nhé. Chia hai vế cho x bình cộng y bình luôn. Thì lúc này là y phẩy sẽ phải bằng x y chia x bình cộng y bình. Bây giờ mình sẽ chia cả tử và mẫu cho x bình nhé. Thì nó còn lại là x y trên x này. Chia cho 1 cộng y trên x tất cả bình phương chưa? Như vậy đây là cái dạng phương trình đẳng cấp chưa? F y trên x chưa? Thì đẳng cấp mình lại đặt thôi. Đặt u bằng y trên x. Thì lúc này mình sẽ suy ra được là y bằng u nhân x chưa? Y bằng u nhân x thì y phẩy bằng là u phẩy x cộng u thay vào phương trình trên này nhé. Thay hai cái này vào hai phương trình, vào cái phương trình trên này suy ra được là u phẩy x cộng u bằng gì? U chia cho 1 cộng u bình phương. Tới đây thì mình sẽ chuyển vế sẽ là u phẩy x bằng u chia 1 cộng u bình phương trừ u sẽ là bằng u trừ u nhân 1 cộng u bình phương chia cho 1 cộng u bình phương. Vậy thì mình viết kỹ hơn, nó sẽ thành là trừ u mũ 3 chia cho 1 cộng u bình phương. Cái này chính là u phải x này. Được chưa? Đây là phương trình vi phân phân ly biến số rồi. Lúc này mình sẽ viết lại là x đều chính bằng là trừ u mũ 3 chia 1 cộng u bình dx. Từ đây thì từ đây mình sẽ thấy là mình phải chia x này, phải chia u mũ 3 thì mình sẽ xét xem là x bằng 0 và u mũ 3 bằng u mũ 3 bằng 0 thì nó có là nghiệm không. Nếu mà x bằng 0 mình thay vào đây luôn nhé. X bằng 0 mình thay vào là thấy là còn y bình, y phải bằng 0. Thì cái này không phải lúc nào cũng xảy ra. Nên là x bằng 0 không là nghiệm. Vậy, x bằng 0 không là nghiệm rồi nhá. Còn trong trường hợp u bằng 0, u bằng 0 tức là thế nào? Tức là y trên x bằng 0. Y trên x bằng 0 tức là u bằng 0, y bằng 0 luôn. Y bằng 0 thì mình thấy là nếu mà thay vào trên này y bằng 0 thêm vào trên này
thì rõ ràng y phải bằng 0 rồi. Y này cũng bằng 0. Như vậy kết luận là 0 trừ 0 bằng 0. Tức là đây sẽ là một cái nghiệm kỳ dị của phương trình này nhé. Y bằng 0 sẽ là nghiệm kỳ dị. Bây giờ chúng ta xét trường hợp là U khác 0. U khác 0 thì chúng ta thấy là phân ly biến số được thì chúng ta phân ly biến số thôi. Sẽ là trừ đi 1 cộng U bình phương chia U mũ 3 DU bằng DX trừ X trợ. Nó chỗ này mình sẽ tương đương với cả nguyên hàm hai vế đi. Hoặc là mình viết lại theo cái dạng là tách ra sẽ trừ U trừ 3 trừ đi 1 trên U DU bằng DX trên X lấy nguyên hàm hai vế luôn. Chỗ này sẽ tương đương với cả là trừ đi U mũ trừ 2 chia trừ 2 trừ len chia tuyệt đối của U, nó sẽ bằng len chia tuyệt đối của X cộng C. Chỗ này sẽ chính là 1 phần 2 nhân bằng gì ạ? U bằng Y trên X, tức là vậy thì 1 trên U là X trên Y, mà chỗ này là U mũ trừ 2 chính là 1 trên U bình phương chưa? Tức là nó chính là X bình trên Y bình trừ len chia tuyệt đối của U, U vẫn là Y trên X bằng len chia tuyệt đối X cộng C. Tới đây chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Tới đây thì tương đương mình sẽ thấy là tách ra là 1 phần 2 nhân x bình chia y bình rồi này trừ đi len chia tuyệt đối y cộng len chia tuyệt đối x trợ bằng len chia tuyệt đối x cộng c chia theo hai vế đi. Vậy thì còn lại là tương đương 1 phần 2 nhân x bình chia y bình trừ len chia tuyệt đối y nó bằng c, chuyển vế sang là x bình sẽ phải bằng là 2y bình nhân len chia tuyệt đối của y cộng c. Chỗ này mình sẽ thấy là nó chính là len y luôn đấy nhá, len y cộng c. Đối chiếu đáp án này, nó bảo là để dạng tích phân của quát à, thì mình chuyển sang nó là x bình phương trừ đi 2y bình phương nhân len y cộng c bằng 0. Đối chiếu này, alpha sẽ bằng 2, a nó cũng bằng 2, beta là cũng bằng 2. Như vậy là tổng lại là 6, được chưa? Đó là câu số 14. Đó là câu số 14. Cho bạn Huy Nguyễn Thế, em hỏi lần 1 được 14 cần cứu được không ạ? Lần 1 được 14, lần 2 được 15, quá cứu được luôn bạn nhé. Ok. Lần 1 14 còn cứu được không? Ủa thật sự. Rồi. Như vậy đây là câu số 14 này. Bây giờ chúng ta sang nốt câu cuối cùng là kết thúc cái buổi live ngày hôm nay. Câu cuối hơi khủng bố một tí nha. Câu cuối này là câu khủng bố nhá. Câu cuối rất là khủng bố luôn. Tức là các bạn làm, các bạn nhìn vào các bạn có thể choáng tầm độ ít nhất là 5 giây. Bây giờ mình đi vào nốt cuối nhá. Cuối cuối nào. Bây giờ mình sẽ phân tích cái phương trình này. Đó là tích phân từ 1 tới x này của y 2 phẩy mũ 3 trừ đi n cộng m nhân y phẩy dt, đúng chưa? Nó là bằng là trừ nx y phẩy. Thì bây giờ mình thấy là để cái tích phân này ngứa mắt lắm, mình sẽ đạo hàm hai vế theo x, hiểu chưa? Đạo hàm hai vế theo x này. Thì các bạn nhớ thì cái công thức là gì ạ?
tích phân từ alpha x tới beta x của một cái thằng nó gọi là thằng fx d t chưa ftdt chứ ftdt thì nó sẽ phải bằng gì? Nó sẽ phải bằng là nó sẽ phải bằng là beta phải dấu x này nên với cả f tại beta x trừ đi alpha phải dấu x nhân f tại alpha x. Mình sẽ dùng cái này nhé. Vậy thì chúng ta thấy là ở đây beta là x rồi nên là chỗ này là 1, còn alpha là 1 thì chỗ này là 0. Vậy mình không cần quan tâm thằng đằng sau, mình chỉ cần quan tâm thằng đằng trước thôi. Beta ở đây là x này, tức là nói chung đi, nó chính là cái hàm gì ạ? Nó chính là cái hàm sau đó mình lấy đạo hàm theo biến x, thì cái này cũng lấy đạo hàm theo biến x thôi. Nói chung nó chính là f của x thôi, được chưa? F của x lúc này nó chính là gì? Chính là y 2 phẩy mũ 3 trừ đi n cộng m nhân y phẩy bằng trừ n x y phẩy đạo hàm theo biến x, tức là mình đang lấy đạo hàm hai vế mà, thì đạo hàm theo biến x của cái này là trừ n nhân y phẩy cộng x nhân y 2 phẩy, đúng chưa? Bây giờ mình thấy là hai bên đều có cái n y phẩy triệt tiêu luôn, được chưa? Vậy thì tương đương là y 2 phẩy mũ 3 trừ đi m nhân y phẩy, nó phải bằng gì? Nó phải bằng là trừ n nhân x nhân y 2 phẩy. Bây giờ mình chuyển sang sẽ là y 2 phẩy mũ 3 cộng n nhân x nhân y 2 phẩy, nó sẽ bằng m nhân y phẩy chưa? Rồi thì tới đây mà mình mà ngồi đặt y phẩy mà bằng u ấy, thì lúc này là y hai phẩy nó sẽ bằng u phẩy rồi, đúng không? Thì phương trình ở trên nó sẽ thành là u phẩy mũ 3 cộng n x nhân u phẩy bằng m u. Phương trình này mình thấy là nó bị dính cái chỗ này này, u phẩy mũ 3 thì mình lại phải đặt tiếp, nên là nói chung mình đặt luôn là u bằng y hai phẩy nhé. Mình sẽ đặt luôn u bằng y hai phẩy, được chưa? Y hai phẩy nó bằng là một biến gọi là biến t đi, thì rõ ràng là y hai phẩy thì nó bằng là y phẩy đạo hàm theo x rồi, mà trên này mình sẽ rút ra được là y phẩy bằng gì? Y hai phẩy mũ 3 cộng n x nhân y hai phẩy chia cho m. Tại sao chia cho m? Tại vì m nó lớn không chưa? Rồi. Vậy thì tới đây là mình sẽ ốp vào thôi. Nó sẽ chính là y 2 phẩy mũ 3 cộng nx nhân y 2 phẩy chia cho m. Tới đây mình sẽ thấy là có mối liên hệ giữa toàn bộ y 2 phẩy thôi với x thôi. Như vậy mình sẽ thay hết nó bằng t nhé. Là lúc này là t nó sẽ phải bằng gì? Đây là đạo hàm theo x này, t nó sẽ bằng là y hai phẩy là t mà, t mũ 3 cộng n x nhân t chia m đạo hàm theo biến x. Cứ vậy mình sẽ thấy là t nó đang là một hàm của x, đúng không? Đạo hàm thì nó sẽ là t phẩy nhân 3 t bình phương cộng cả n nhân với cả t cộng x nhân t phẩy. Chỗ này vẫn là chia cho m thôi. Rồi, tới đây thì mình sẽ nhân hai vế lên nhé. Thì nó sẽ là tm bằng là t phẩy nhân 3 t bình cộng nt cộng nx nhân t phẩy. Tới đây mình thấy là nó chỉ là phương trình vi phân cấp 1 thôi, bởi vì nó gồm nt và x này, phương trình vi phân cấp 1 rồi, nên mình sẽ đưa nó về đúng cái dạng của nó thôi. Là t phẩy nhóm ra sẽ là 3 t bình phương
tương đương này t phải nhân 3t bình phương cộng nx, đúng chưa? Nó sẽ phải bằng là m trừ n nhân t. Ok, lúc này thì mình thấy nhé, nếu mà mình để cái theo biến t phải ấy, thì nó không ra được cái dạng gọi là mình mong muốn, bởi vì cái t phải nó phải đứng riêng thì mới áp dụng được. Nên mình sẽ chuyển sang thử x phải xem nào, xem nó có sang được cái dạng là phương trình vi phân cấp 1 theo x không, tuyến tính cấp 1 theo biến x không nhá. Mình sẽ chuyển kiểu gì thì chúng ta sẽ lấy là dt phải, đúng không, tức là dt chia cho dx ấy. Bây giờ mình mà chuyển cái này sang cái này ấy, thì nó sẽ thành là dx chia dt, và lúc này nó chính là x phải luôn. Vậy thì x phải ấy, thì mình thấy được là mình sẽ viết lại một lần nữa nhé. Nó sẽ tương đương với cả 3t bình cộng nx bằng m trừ n nhân t nhân x phải. Ok, x phải đứng riêng và n và x rồi, cho rằng là phương trình phân cấp 1 theo biến x. Mình sẽ đưa nó về dạng chuẩn của nó là x phải này, mình chia hai vế cho mình viết bình tĩnh thôi. X phải nó sẽ bằng là 3t bình, chuyển hai vế đi, m trừ n nhân chuyển cái này đây, mình sẽ chuyển cái này nó sang với bên này nhé cho đơn giản. Tương đương lúc này sẽ là n trừ m nhân t nhân x phải cộng nx sẽ bằng là trừ 3t bình, được chưa? Vậy thì mình chia hai vế cho cái này, tương đương x phải cộng n chia n trừ m nhân x nhân t ở dưới mẫu này, đúng không? Sẽ phải bằng là trừ 3t chia n trừ m. Lúc này nhân x này, đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 theo biến x, thì chúng ta chỉ cần dùng công thức thôi, đó chính là x bằng e mũ trừ đi nguyên hàm của n chia cho n trừ m nhân t dt nhân với cả chỗ này sẽ là nguyên hàm của trừ 3t chia n trừ m nhân e mũ nguyên hàm của n chia cho n trừ m nhân t dt dt này cộng với cả c1, được chưa? Vậy thì lúc này mình sẽ tính cái này thôi, cái này nó chính là t mũ trừ n chia n trừ m, chưa, nhân bên trong, tức là lúc này x nó bằng cái này, nhân bên trong thì sẽ là nguyên hàm của trừ 3t chia m n trừ m nhân với cả t mũ n chia n trừ m dt cộng c1 này. Bây giờ mình viết tiếp này, thì rõ ràng nó bằng cái gì, vẫn là t mũ trừ n chia n trừ m thôi, và nhân tiếp với cả chỗ này mình nhấc cái trừ 3 chia n trừ m ra ngoài, bởi vì đây là tham số. Nguyên hàm của t này ghép với cả t này thì nó sẽ thành là t mũ 1 cộng với cả n chia n trừ 1 n trừ m, đúng không? Như vậy là 2n trừ m chia n trừ m t mũ 2n trừ m chia n trừ m dt cộng c1. Thì tới đây mình làm tiếp này, nó sẽ phải bằng là t mũ trừ n chia n trừ m nhân trừ 3 chia n trừ m. Nguyên hàm cái này thì nó là t mũ alpha, là nguyên hàm là t mũ alpha cộng 1 chia alpha cộng 1, đúng không? Thì nó sẽ là t mũ 2 trừ n trừ m chia n trừ m cộng 1 này, tức là 3n trừ 2m chia cho n trừ m chia cho 3n trừ 2m chia n trừ m cộng c1 đó. Thì mình sẽ tính tiếp ra, nó sẽ bằng là t mũ
trừ n chia n trừ m nhân cái này nhân với cái nhau chắc là hết rồi, là trừ 3 chia 3 n trừ 2 m này. Nhân t mũ 3 n trừ 2 m chia cho n trừ m cộng c 1 nhé. Bây giờ mình góp vào thì cái này với cái này ấy cộng lại thì nó sẽ là 2 n trừ 2 m chia n trừ m, vậy là bằng 2 chưa? Rõ ràng chỗ này là trừ 3 chia 3 n trừ 2 m nhân t bình cộng với cả c 1 nhân t mũ trừ n chia n trừ m. Như vậy tìm ra thằng x rồi, tìm ra được thằng x rồi. Bây giờ tìm bây giờ dựa vào cái x này thì chúng ta dựa vào còn sự kiện nào để chúng ta tìm cái x nó thu gọn bớt không? Chúng ta quan tâm đến cái này à? Y 2 phẩy tại trừ 3 bằng căn 3 n trừ 2 m đúng không? Lại có là y 2 phẩy tại trừ 3 bằng căn 3 n trừ 2 m. Tức là ở đây là t tại trừ 3 bằng là căn 3 n trừ 2 m đấy. Vậy thì thay vào là x lúc này bằng trừ 3 sẽ bằng là trừ 3 chia 3 n trừ 2 m nhân t là căn 3 n trừ 2 m tất cả bình cộng c 1 nhân cái cả cái kia mũ trừ n chia n trừ m. Tức là lúc này cho thấy là trừ 3 chia cho trừ 3 rồi nên là c 1 bằng 0, c 1 bằng 0 thì x nó bằng là trừ 3 t bình chia cho 3 n trừ 2 m. Thế đây chúng mới tìm ra x thôi. Bây giờ mục tiêu là tìm nốt cái thằng y, còn y 2 phẩy chính là t rồi. X theo t này, y 2 phẩy theo t, còn mỗi y theo t thôi. Y theo t chúng dễ dàng thu được từ đâu ạ? Chúng dễ dàng thu được từ y phẩy nhé. Y phẩy tìm được dễ chưa? Y phẩy tìm được rất dễ. Y phẩy nó bằng gì? T mũ 3 cộng n xt chia m đúng không? Vậy mình thay cái x ở trên này vào nhé, nó sẽ là t mũ 3 cộng nt nhân trừ 3t bình phương chia 3n trừ 2m chia cho m. Lúc này mình sẽ ngồi tính ra 1 cộng với cả trừ 3n chia 3n trừ 2m sẽ phải bằng là gì? Trừ 2m chia 3n trừ 2m và nó chia cho m nữa nên là còn là trừ 2 chia 3n trừ 2m thôi nhân t mũ 3. Thế đây thì nó lòi ra cái y phẩy đó chính là dy và bằng là chia cho 3n trừ 2m nhân t mũ 3 dx, mà dx ở đây thì rõ ràng là x chúng biết rồi, chính là d của trừ 3t bình chia 3n trừ 2m chưa? Vậy thì nhân ra nó sẽ là trừ 2t mũ 3 chia 3n trừ 2m nhân chỗ này là trừ 6t chia cho 3n trừ 2m dt gộp lại là bằng 12 chia 3n trừ 2m tất cả bình phương t mũ 4 dt. Vậy thì rõ ràng chúng ta tìm được y chưa? Y nó sẽ là 12 phần 3n trừ 2m tất cả bình phương nhân t mũ 5 chia 5 cộng c 2. Vậy thì tìm được y theo t này, x theo t này, y 2 phẩy rồi thì chúng ta lắp thôi. Chúng ta thấy là ở đây là mối quan hệ giữa x và t như nào ạ? Tức là khi mà x tiến đến vô cùng thì t cũng tiến đến vô cùng đúng không? Như vậy là cái lim của chúng ta là lim của x tiến tới vô cùng của y trên x nhân y 2 phẩy mũ 3. Thì thay thành t đi, nó là lim của t tiến đến vô cùng. Cái trên tử là 12 phần 5
nhân 3n trừ 2m mũ 2 nhân t mũ 5 cộng c2 chia cho x ở đây là trừ 3t bình, đúng không? Trừ 3t bình chia cho 3n trừ 2m nhân với cả t mũ 3. Vậy thì nó chính là bằng gì ạ? Tức là chỗ này lấy bậc cao nhất đi, t mũ 5, vậy chỉ còn hệ số thôi. Nó là 12 phần 5 3n trừ 2m tất cả bình chia cho trừ 3 chia 3n trừ 2m. Vậy thì nó còn lại là trừ 4 phần 5 nhân 1 chia cho 3n trừ 2m nhé. 12 chia cho trừ 15 là trừ 4 phần 5 nhân với cả 1 chia 3n trừ 2m. Và nó bằng cái gì ạ? Đề nó cho bằng 1 phần 5 trừ 1 phần 5. Vậy thì cuối cùng chúng ta tìm ra được là 3n trừ 2m bằng 4. Bây giờ mình kết hợp nốt cái điều kiện là gì? Kết hợp nốt cái điều kiện là không nhỏ hơn trừ n, nhỏ hơn trừ m, nhỏ hơn 10. Và cái điều kiện 3n trừ 2m dương thỏa mãn rồi nhé. Thỏa mãn rồi, dương rồi nhé. Bây giờ mình chỉ còn là điều kiện này thôi. Vậy thì tìm m và n dựa vào điều kiện này kiểu gì đấy? Thì chúng ta rút n theo m xong rồi chạy table trên Casio. Và mình sẽ rút này, n nó sẽ bằng là gì? 4 cộng 2m chia 3 đi. Được chưa? Mình sẽ cho, vậy thì mình khảo sát m nó chạy từ, bởi vì m nó chạy trong đoạn từ trừ 10 đến 10, thì mình cho khảo sát luôn. Trừ 10 tới 10, bỏ không đi nhé. Rồi mình sẽ thu được các cái giá trị mn nó phải nguyên, được chưa? Mn nguyên. Đây mn thuộc z này. Mn nguyên, tức là m ở đây mình sẽ cho nó chạy luôn này. 4 cộng 2x chia 3 chạy bắt đầu từ 10 đến 10. Vậy thì m mà là trừ 8 thì n là trừ 4. M là trừ 5 thì n là trừ 2. Trừ 2 thì n là 0. M là 1 thì n là 2. M là 4 thì n là 4. M là 7 thì m là 6. Và m là 10 thì m là 8. N là 8. Hết rồi. Tuy nhiên chúng ta quan tâm đến cái điều kiện này nhé. Trị tuyệt đối n nhỏ hơn trị tuyệt đối m. Cái này đúng này. Cái này sẽ là sai. Cái này là đúng. À cái này đúng này nhỉ. Cái này đúng này. Và cái cặp tiếp theo là sai. Sai. Đúng. Từ cái cặp ok, cặp này đúng rồi. Thế giờ cặp này cũng đúng rồi. Đúng chưa? Như vậy là chúng ta sẽ thấy là có các giá trị như sau. Tuy nhiên cái này mình quan sát là n nó phải dương, nên là cái chỗ này n bằng 0 rồi, nên là không phải đúng nhá, mà là sai. Nên là chúng ta thu được các cặp giá trị là trừ 8 phần trừ 4 này, cộng với cả trừ 5 phần trừ 2 này, cộng với cả 1 phần 7 phần 6 này, cộng với cả 10 phần 8 này. Tổng lại đi, 8 phần 4, cộng với cả 5 phần 2, cộng 7 phần 6 và cộng 10 phần 8 là 83 phần 12. Như vậy là câu này, một câu rất là ôi dồi ôi, 83 phần 12. Đã hỏi là tổng m trên y. Đó là câu cuối cùng của cái đề thi thử lần này. Ok. Vậy là chúng ta hôm nay đã
hoàn thành xong cái đề thi thử buổi trưa, đề thi thử lần 2 trùng với cả ngày 75 chiến thắng Điện Biên Phủ. Các bạn nào muốn hỏi gì các bạn có thể comment dưới cái phần bình luận nhé. Và mình bắt đầu xem thử các cái comment của các bạn. Thì qua cái buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta có thể sẽ có được một số kinh nghiệm trong việc giải các bài toán về Fourier hay là phương trình vi phân, đúng không ạ? Bây giờ là có lẽ là mình sẽ kết thúc cái buổi live ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các đợt tiếp theo.